Chàng rể đại gia, Chu Dương. Chương 941, đòi lại công bằng. Đương nhiên điều anh tài xế không biết đó là giá trong phòng VIP này không hề rẻ. Đây là phòng VIP được thiết kế dành riêng cho Hổ gia, chủ yếu những người có thể tới đây đều là khách quý của Hổ gia. Cũng tức là, giá cả ở nơi này có thể nói là cao hơn rất nhiều với giá thông thường, nhưng hầu hết các khách quý của Hổ gia đều không phải trả tiền mà họ được Hổ gia mời. Nếu không có thân phận sẽ không thể vào. Vì anh tài xế không biết những quy tắc này cho nên lúc nhân viên phục vụ mang rượu và đồ ăn tới anh ta sững sờ chẳng dám ăn. Thậm chí anh ta còn nghĩ nếu anh ta không ăn miếng nào, vậy đến lúc thanh toán cũng chẳng thể bắt anh ta trả tiền. Còn Chu Dương thì ăn ngấu ăn nghiến, thậm chí Hổ gia nói chuyện với anh cũng mặc kệ, như thể mấy năm rồi chưa được ăn vậy. Mà đúng là hai tháng nay anh chưa được ăn thứ gì vào bụng cả. Anh đã ở Chê Y Thánh Sơn 2 tháng, trong 2 tháng hôn mê đó anh không ăn gì mà chỉ gắng gượng bằng linh khí trong cơ thể. Linh khí tuy tốt đó, nó giúp con người ta không ăn không uống mà vẫn có thể sống tốt, nhưng nó không thơm. Có thể nói, một hoàng đế võ giả như Chu Dương dù có 3 hay 5 năm không ăn mà chỉ tu luyện thì anh cũng chẳng chết đói được. Nhưng điều này không có nghĩa là anh không thèm ăn. Một trong những phát minh vĩ đại nhất của loài người đó là nấu nướng và ẩm thực. Đã 2 tháng không được thấy ẩm thực của loài người làm anh thèm lắm rồi, cho nên giờ anh mới tỏ ra vẻ muốn diệt sạch đồ ăn như vậy. Hổ gia bất lực nhìn Chu Dương, chờ Chu Dương ăn xong ông mới chậm rãi nói, Chu tiên sinh, giờ cậu ăn no chưa? Đó vốn là một lời khách sáo, nhưng Chu Dương lại nói, vẫn ăn được tiếp. Hổ gia, được. Đợi Chu Dương ăn uống no nê xong, họ cũng có thể bắt đầu chủ đề chính rồi. Lúc này trong phòng VIP tổng cộng có 4 người. Hổ gia và Hứa Nguy, Chu Dương và anh tài xế. Hứa Nguy lên tiếng trước, Chu tiên sinh, chúng ta cũng mất nhiều thời gian rồi, tôi nghĩ chúng ta nên kết thúc trò hề lại đi. Chuyện chúng ta cần bàn là chuyện liên quan tới vận mệnh của cả Đông Hải, tôi mong trước khi bàn chuyện này, mọi người hãy điều chỉnh lại tâm trạng. Gác ân oán cá nhân sang một bên. Hứa Nguy không xuống đón Chu Dương, mà lúc sau ông ta mới tới phòng VIP. Nhưng rõ ràng là có người đã nói với ông ta chuyện A Sung cản Chu Dương lại. Cho nên ông ta nghĩ thái độ hiện giờ của Chu Dương là đang muốn trả thù họ. Ông ta cảm thấy Chu Dương hơi nhỏ nhen ích kỷ. Mọi người đều là những người làm việc lớn, chuyện cần bàn bạc là chuyện liên quan tới vận mệnh của cả thành phố. Cậu so đo chút việc vặt đó thì vui lắm sao? Cho nên ông ta nói thế là muốn nhắc nhở Chu Dương đừng chỉ vì chút chuyện còn con mà để lỡ chuyện lớn. Nhưng Chu Dương lại lau miệng, vẻ mặt nghiêm túc nói, với tôi thì chẳng có chuyện to chuyện nhỏ gì cả. Chỉ có chuyện tôi quan tâm thôi, tôi nói thật, Hổ gia có ơn với tôi nên tôi mới không làm khó các ông. Tôi không chấp nhận chuyện xảy ra với tôi hôm nay. Nhưng nếu các ông không cho anh tôi một lời giải thích thì e là sau này tôi chỉ biết mỗi một mình Hổ gia trong cả Hứa gia của các ông. Chu Dương nói rất nghiêm túc, không có ý đùa cợt, Hổ gia và Hứa Nguy cũng biết được tầm quan trọng của sự việc. Họ hướng mắt nhìn về phía anh tài xế. Nghĩ bụng trò quái quỷ gì vậy? Có thể thấy rõ anh tài xế không hề có chút phong thái nào, dáng vẻ thì y như thể chưa trải sự đời. Đây là, Hứa Nguy lên tiếng hỏi. Tôi đã nói rồi, đây là anh tôi, Chu Dương nhấn mạnh nói. Ánh mắt Hứa Nguy hiện lên vẻ khinh thường, sau đó ông ta nhìn anh tài xế cậu họ Chu. Không, tôi không phải họ Chu, cũng không phải anh trai của Chu tiên sinh gì cả, tôi chỉ là một người lái thuê và Chu tiên sinh là khách của tôi mà thôi, anh tài xế vội vàng nói. Anh ta có thể cảm nhận được bầu không khí ngột ngạt ở đây, hơn nữa còn đổ dồn hết sự chú ý lên người anh ta. Anh ta biết Chu Dương muốn tốt cho anh ta, nhưng anh ta lại không dám vì chút chuyện nhỏ này mà làm lỡ chuyện của Chu Dương. Hứa Nguy rất hài lòng với câu trả lời của anh tài xế, ông ta nhìn Chu Dương nói, Chu tiên sinh, cậu cũng nghe rồi đó, người ta đâu có quan hệ gì với cậu. Nếu cậu muốn gây khó dễ cho chúng tôi, hoặc là muốn ra điều kiện gì thì cứ nói thẳng, không cần làm trò hề vậy đâu. Chúng ta hãy thẳng thắn thành thật với nhau chút được không? Ông nghĩ đây là trò cười à, Chu Dương nheo mắt. Vẻ mặt Hứa Nguy cũng trở nên lạnh lùng, chẳng lẽ không phải sao? Rõ ràng chúng ta đang thảo luận một chuyện rất quan trọng, cậu lại đi kéo một kẻ chẳng liên quan vào làm gì.
Bây giờ chúng tôi đang rất có thành ý, ngược lại là Chu tiên sinh, tôi thật sự nghi ngờ thành ý của cậu hiện giờ. Hứa Nguy đang nổi điên lên. Rõ ràng ông ta cảm thấy Chu Dương dẫn anh tài xế này tới là muốn gây khó dễ cho họ. Tôi có thành ý hay không tự tôi biết, Chu Dương bình thản nói, tóm lại một câu, hôm nay các ông phải giải thích rõ ràng về chuyện liên quan tới người anh của tôi. Hứa Nguy sững sờ, nhìn nét mặt nghiêm túc của Chu Dương, nhất thời không thể hiểu nổi ý của anh. Cho cậu 5 triệu để cậu rời khỏi đây, được chứ, Hứa Nguy nhìn anh tài xế rồi nói. Hả, tôi không thể nhận, anh tài xế KSIO ta sợ một phen. Đùa gì vậy, cả đời anh ta cũng không kiếm nổi 5 triệu. 10 triệu nhé anh trai, cậu đồng ý đi, tha cho chúng tôi đi được không, Hứa Nguy hơi mất kiên nhẫn nhìn anh tài xế, chẳng lẽ cậu không thấy, cục diện hiện giờ của chúng ta rất cứng nhắc sao? 10 triệu cũng chẳng là gì đối với tôi cả, cậu không phải ngại, cứ cầm lấy rồi rời đi, được không? Nghe Hứa Nguy nói vậy, anh tài xế cũng hết cách. Có nằm mơ anh ta cũng không ngờ rằng sẽ có ngày người nắm quyền hành phía sau khách sạn Huy Hoàng lại gọi anh ta một tiếng anh, rồi cầu xin anh ta nhận lấy 10 triệu. Hơn nữa, 10 triệu này anh ta không nhận không được. Bất đắc dĩ, anh ta đành phải đồng ý, bởi vì anh ta biết rõ, anh ta không có tư cách nói gì ở trước mặt mấy người có quyền thế này. Ngay lúc anh tài xế cầm lấy 10 triệu định rời đi thì Chu Dương đập mạnh xuống bàn, ngồi xuống cho tôi. Anh tài xế hoảng sợ, vội vàng ngồi xuống, tôi lại làm sai chuyện gì sao? Chu Dương lắc đầu, anh không làm gì sai cả. Chỉ là 10 triệu đó là tiền bồi thường mà họ đã đe dọa anh mà thôi, còn chuyện của cháu gái anh thì sao, nói ra đi. Chu Dương bình tĩnh nói, yên tâm, cứ mạnh dạn mà nói là được, tôi đã nói rồi. Tôi sẽ đòi lại công bằng cho anh. Ngay lúc này, anh tài xế bỗng cảm động. Anh ta không ngờ, Chu Dương lại thực hiện lời hứa cái câu nói tùy hứng kia một cách nghiêm túc như vậy. Đương nhiên anh ta cũng muốn đòi lại công bằng. Chỉ là anh ta không dám. Dù có Chu Dương ở đây, anh ta cũng không dám. Chương 942, lựa chọn. Quan hệ giữa những người này hơi kỳ lạ. Chu Dương muốn giúp người tài xế. Muốn tài xế mạnh dạn đứng lên đòi lại công bằng cho mình, vì vậy mới làm khó dễ hai người Hứa Nguy và Hổ Gia, ép buộc bọn họ xin lỗi anh tài xế. Hổ Gia và Hứa Nguy rất kiêng dè Chu Dương, dưới sức ép của Chu Dương, bọn họ phải đi thương lượng với tài xế, nhưng rõ ràng, họ không quan tâm đến người tài xế này. Bọn họ không thật sự muốn giải quyết vấn đề, mà định đuổi tài xế đi. Lúc này, anh tài xế vì sợ thế lực của Hổ Gia và Hứa Nguy, nên đã lựa chọn thỏa hiệp. Thế nhưng sự thỏa hiệp này của anh ta lại trái ngược với ý định của Chu Dương. Điều này hiển nhiên là một vòng lẩn quẩn. Trong ba thế lực, bên mạnh nhất rõ ràng là Chu Dương, còn bên yếu nhất chính là tài xế. Hứa Nguy và Hổ Gia không dám làm trái ý của Chu Dương, mà tài xế thì không dám làm trái ý của Hổ Gia và Hứa Nguy. Thế nhưng tài xế lại làm trái ngược ý của Chu Dương. Giống như một trò chơi cờ thú, voi có thể ăn hổ, hổ có thể ăn chuột, con chuột cuối cùng cũng có thể ăn một con voi. Chu Dương là con voi đó, ánh mắt nhìn tài xế đột nhiên có phần dở khóc dở cười. Thật ra anh biết tại sao tài xế lại làm trái ý của mình mà đồng ý với Hổ Gia. Tại vì tài xế đứng chê y lập trường của nhân vật nhỏ, anh ta rất hoảng sợ, căn bản không muốn để Chu Dương giúp mình, như vậy anh ta nghĩ sẽ gây thêm rắc rối cho Chu Dương. Nói cách khác, anh ta nghĩ Chu Dương là một người tốt, muốn miễn cưỡng giúp đỡ anh ta, cho nên anh ta mới dám từ chối, vì điều anh ta từ chối là sự giúp đỡ, chứ không phải mệnh lệnh. Về phía Hổ Gia và Hứa Nguy, theo quan điểm của tài xế, sở dĩ bọn họ cúi đầu trước mình, hoàn toàn dựa vào sắc mặt của Chu Dương. Bản thân gần đạt được lợi ích là tốt rồi, không thể tiếp tục được voi đòi tiên. Nếu như thật sự chọc giận hai người này, ép buộc bọn họ trở mặt với Chu Dương, bản thân mới thật sự phạm sai lầm lớn. Cho nên mới xảy ra cảnh kỳ lạ này. Cuối cùng vẫn là Hứa Nguy mở lời. Chu tiên sinh, rốt cuộc cậu có ý gì? Cậu nói vị này là đại ca của cậu, nói chúng tôi xin lỗi anh ta, tôi lấy ra 10 triệu để tạ lỗi, sau đó cũng xin lỗi rồi, rốt cuộc cậu còn muốn nói gì nữa? Hứa Nguy hỏi với vẻ mặt khí thế. Ông ta cảm thấy Chu Dương đang làm khó mình.
nhưng Chu Dương không để ý ông ta, mà nhìn về tài xế. Rốt cuộc anh có muốn nói ra những tổn thương mà anh đã phải chịu ở đây không? Ánh mắt Chu Dương bình tĩnh, lãnh đạm hỏi tài xế. Anh nghĩ tài xế là một người tốt, do đó thật lòng muốn giúp anh ta một lần. Thế nhưng, nếu như tài xế này thật sự hèn nhát như vậy, bất luận thế nào cũng không muốn nói ra mình từng chịu ấm ức, vậy Chu Dương cũng không cầu xin anh ta nói ra. Cho nên, anh giao quyền lựa chọn cho tài xế. Chu tiên sinh, không phải tôi không muốn nói, chỉ là, tài xế vội vàng giải thích gì đó, đương nhiên anh ta biết Chu Dương muốn tốt cho mình, vì thế anh ta không muốn Chu Dương buồn lòng. Anh ta muốn giải thích, một kẻ cấp dưới như anh ta, không đáng để Chu Dương đứng ra bênh vực như vậy, anh ta không hy vọng Chu Dương vì chuyện của mình mà gây sự với nhân vật lớn như Hổ Gia. Điều này mới là suy nghĩ thật sự của tài xế, thế nhưng anh ta không biết biểu đạt ra sao. Chỉ là, ngay cả khi biểu đạt của anh ta không rõ ràng, Chu Dương cũng có thể nghe hiểu. Được rồi, anh không cần nói nữa, Chu Dương nói. Dù là vì nguyên nhân nào, tôi hy vọng anh suy nghĩ cho kỹ. Anh nghĩ nợ tôi cũng được, hoặc thế nào cũng được, dù sao, bây giờ tôi cho anh một cơ hội, đòi lại công bằng cho anh. Nếu như anh vẫn nghĩ mình là đàn ông thì hãy đứng lên nói rõ ràng đi. Đương nhiên, anh cũng có thể lựa chọn rời đi, nếu như anh không muốn nợ tôi hay như thế nào, cầm 10 triệu ra đi, tôi cũng sẽ không nói gì nữa. Sau khi Chu Dương nói xong, ngồi dựa vào ghế, bộ dạng như không liên quan gì đến chuyện này. Tài xế nghe thấy vậy, lại rơi vào bế tắc. Căn bản anh ta rất kiên quyết từ bỏ. Thế nhưng sau khi nghe Chu Dương nói, trong lòng bắt đầu cảm thấy không cam tâm. Từ bỏ sao? Chết tiệt, mấy năm nay đều muốn đòi lại công bằng cho mình. 3 năm rồi, trong 3 năm qua, bản thân dường như không có một đêm ngon giấc, tương tự như vậy, mọi người trong nhà cũng sống trong tủi nhục. Đặc biệt là đứa cháu gái của mình, từ sau sự việc 3 năm trước, một mình co ro trong phòng không ra ngoài, giống như một kẻ tâm thần. Bây giờ cơ hội đòi lại công bằng ở trước mắt, anh ta muốn từ bỏ sao? Không, anh ta không thể từ bỏ. Tài xế thầm hạ quyết tâm. Lúc này, Hứa Nguy lại bắt đầu thúc giục, cậu này, tôi nói rốt cuộc cậu suy nghĩ xong chưa, cuối cùng cậu có chuyện gì cần nói không, nếu như cậu thấy thành ý của tôi chưa đủ, tôi sẽ đưa cho cậu thêm 5 triệu nữa được không? 15 triệu, cậu đừng suy nghĩ nữa, đó là tiền bồi thường tôi đưa cho cậu, cầm lấy rồi đi khỏi đây được chưa? 15 triệu, anh tài xế cười chế nhạo. Tiếng cười khẩy này hơi bất ngờ, Hứa Nguy và Hổ Gia nghe xong đều run rẩy. Vì bọn họ nghe ra nỗi oán hận sâu đậm từ trong lời chế nhạo này. Có bao nhiêu căm hận mới có thể sâu sắc đến như vậy? Có thể khiến một người bình thường ảnh hưởng đến giác quan của hai tông sư võ giả. Ha ha, nhiều như vậy sao, nói mới nhớ, khách sạn huy hoàng của các người đúng là rất giàu có. 15 triệu đủ để biết bao gia đình sống mấy đời rồi, các người lại mở lời nói tặng tôi như vậy. Số tiền này là cho tôi thật sao, anh tài xế ngẩng đầu, ánh mắt oán hận nhìn về Hổ Gia. Hổ Gia thấy khó chịu, vội vàng nói, rốt cuộc cậu có ý gì? Có gì thì cứ nói rõ được không? Nếu như nhớ không nhầm, tôi có lẽ không quen cậu. Hổ Gia và Hứa Nguy nhận ra điều gì đó không ổn. Bọn họ cuối cùng hiểu ra, người tài xế này, không phải Chu Dương tìm để nhờ vả, mà thật sự có một mối bất bình lớn ở khách sạn Huy Hoàng. Cứ thế này, sự việc rắc rối rồi. Tài xế nhìn về Chu Dương, ánh mắt kiên định. Chu tiên sinh, tôi quyết định rồi, tôi không cần số tiền này nữa. Đến mạng sống của tôi, hôm nay đều thuộc về cậu, toàn bộ đều không quan trọng nữa. Chỉ mong cậu có thể làm chủ cho tôi, giúp tôi đòi lại công bằng, anh tài xế nói với Chu Dương một cách cung kính. Nói xong, thậm chí anh ta còn quỳ xuống. Chu Dương ngăn anh ta quỳ. Anh không trả lời ngay, mà nhìn về Hổ Gia và Hứa Nguy. Hai người các ông, bây giờ còn thấy anh ta xa lạ nữa không? Chương 943, xe dịch vụ. Hổ Gia và Hứa Nguy hơi hoảng sợ. Vì dựa vào tình tình trước mắt, người tài xế này rõ ràng có oan tình rất lớn. Hơn nữa, sự bất bình này chắc chắn có liên quan đến khách sạn Huy Hoàng của bọn họ. Điều mấu chốt là Hổ Gia thật sự không quen người tài xế này. Tôi khuyên cậu nên ăn nói cẩn thận,
nếu như cậu dám lừa gạt tôi hay là Chu tiên sinh, chắc cậu biết rõ kết cục. Hổ ra uy hát yêu ta. Thế nhưng lúc này người tài xế đã không sợ hãi bất kỳ sự đe dọa nào. Anh ta ngẩng đầu, nói một cách quang minh chính đại, những lời tiếp theo của tôi nếu có nửa lời giả dối, tôi sẵn sàng dùng tính mạng của gia đình để bảo đảm. Điều này hơi tàn nhẫn, nếu như anh ta nói dối, anh ta sẽ cho phép hổ ra lấy đi tính mạng mọi người trong gia đình của anh ta. Vì anh ta đồng ý, cho nên đến lúc đó cho dù là Chu Dương cũng không thể nói ra lời ngăn cản. Nghe lời đảm bảo như vậy, hổ ra cũng cảm thấy không còn gì để nói, đồng ý để tài xế kể chuyện của mình. Sau đó, người tài xế bắt đầu kể lại toàn bộ câu chuyện về đứa cháu gái của mình. 3 năm trước, cháu gái xảy ra chuyện ở khách sạn Huy Hoàng, cả nhà tài xế muốn đòi lại công bằng, lại bị xua đuổi bằng vũ lực. Đây là toàn bộ quá trình sự việc, nói xong, tài xế không nói gì, im lặng nhìn về Chu Dương. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hai người Hổ Gia và Hứa Nguy đưa mắt nhìn nhau, sau đó cũng dè dặt nhìn về Chu Dương. Chu Dương vẫn cúi đầu uống trà, giống như toàn bộ câu chuyện không liên quan đến anh. Cho đến khi tài xế kể hết toàn bộ quá trình, anh lại uống một hớp trà nóng, ngẩng đầu nói, các ông nghe rõ chưa? Các ông nên nói gì về chuyện này đi? Ông thật sự cho rằng, vừa nãy ông ra giá 15 triệu là cao lắm sao? Chu Dương lãnh đạm nói, trong ánh mắt tràn đầy vẻ chế giễu. Đùa gì vậy, hành vi đó của khách sạn Huy Hoàng, gần như hủy hoại cả gia đình anh tài xế, 15 triệu có thể đền bù sao, thật sự là vậy. Xét cho cùng, trong hoàn cảnh bình thường, cả đời một gia đình cũng không tiêu hết 10 triệu. Nếu như dùng cách lý giải của Thánh Maria, người và tiền không thể đem ra so sánh, cháu gái của người ta mất đi lần đầu tiên, đó chính là sự trong trắng và bảo vật vô giá không thể đem tiền bạc ra đo lường. Nhưng chê y thực tế, với 99% phụ nữ chê y thế giới, bạn ra giá 10 triệu, bọn họ sẽ chủ động đồng ý dâng lần đầu tiên cho bạn. Đó là chủ động đồng ý. Thế giới này, thật sự có rất ít thứ mà tiền không thể mua được. Không mua được bằng tiền thì sẽ mua được bằng rất nhiều tiền. Thế nhưng, gia đình anh tài xế là một ngoại lệ. Vì chuyện xảy ra 3 năm trước, cháu gái của anh ta đã thành một người tàn phế, đưa cho anh ta 15 triệu cũng không cứu được. Nếu như người tài xế này vô tâm, cầm lấy 15 triệu này chắc hẳn rất có lời. Dù sao cháu gái cũng không cứu được, cả nhà cầm số tiền này sống sung túc vui vẻ. Nhưng rõ ràng anh ta là một người cực kỳ quý trọng tình cảm. Mặc dù tài xế rất nghèo, nhưng hoàn toàn vẫn giữ được khí chất không chịu khuất phục trong số rất ít người nghèo. Cho nên anh ta lựa chọn tiếp tục đòi lại công bằng. Đương nhiên, về phần Hứa Nguy và Hổ Gia, bất kể tài xế là người thế nào, tính mạng của nhà bọn họ cũng không đáng 10 triệu. Cho nên họ đồng ý dùng 15 triệu để giải quyết vấn đề này hoàn toàn đều vì Chu Dương mà thôi, chê y thực tế không liên quan gì nhiều đến người tài xế. Đồng thời cũng vì Chu Dương, bây giờ, 15 triệu không thể giải quyết vấn đề của bọn họ. Hổ ra hơi bối rối nhìn Chu Dương, do dự nói, Chu tiên sinh, cậu có tin tôi không? Chu Dương sững sờ, sau đó gật đầu, ông nói đi. Ấn tượng của Chu Dương về Hổ ra vẫn rất tốt. Dù sao, đó là một trong những người đã đề nghị giúp đỡ mình trong thời gian đầu tiên. Có thể nói, nếu như Hổ Gia không phải là người đi theo con đường bất chính, ông ấy sẽ trở thành một trong những người đắc lực bên cạnh Chu Dương. Thế nhưng rất đáng tiếc, theo tình bây giờ, tính nguyên tắc của Hổ Gia có thể rất yếu kém. Đương nhiên, Chu Dương vẫn dành cho ông sự tôn trọng nên có, do đó mới để ông ấy giải thích. Còn lời giải thích của Hổ Gia rất đơn giản. Đơn giản chỉ có một câu, không biết nói ra cậu có tin hay không, tôi hoàn toàn không biết chuyện này. Hổ ra nói một cách đanh thép, Chu Dương, tôi không biết tôi có hình tượng thế nào trong mắt của cậu. Thế nhưng hổ ra tôi sống chê y đời này, cũng có quy tắc ứng xử của mình. Xuất thân của tôi không tệ, nhưng người trong thế giới ngầm có quy tắc riêng, kẻ ác cũng bị người khác trong thế giới ngầm phỉ nhổ, hổ ra tôi tuyệt đối không phải loại người như vậy. Chuyện mà người này nói khi nãy, tôi dám bảo đảm tôi hoàn toàn không biết. Nếu như tôi biết, chuyện này chắc chắn sẽ không xử lý như vậy. Lần này Chu Dương thật sự sững sờ. Ban đầu anh rất thất vọng về Hổ Gia.
thế nhưng không ngờ rằng, bên kia đã nói rõ lòng mình. Xem ra, mình đã hiểu lầm Hổ gia rồi. Chu Dương chưa kịp nói gì, lại nghe Hổ gia tiếp tục nói, đương nhiên, bất luận tôi có biết chuyện này hay không, nếu như thật sự xảy ra ở khách sạn Huy Hoàng của tôi, vậy tôi nhất định đưa ra lời giải thích rõ ràng về sự việc này cho cậu và cậu ta. Hổ gia kiên quyết nói, Hứa Ngụy bên cạnh không vui lắm, a Hổ, không phải như vậy, chuyện này hoàn toàn không liên quan đến chúng ta, ông ôm về mình làm gì. Hứa Ngụy bất mãn nói, thậm chí ông ta nghĩ Chu Dương không có gì làm nên kiếm chuyện. Đó không phải là lỗi của ông ta và Hổ gia, tại sao bắt bọn họ chịu trách nhiệm chuyện này. Lúc này, Hổ gia nhìn Hứa Ngụy, thành thật nói, đại trưởng lão, chuyện hôm nay không chỉ đưa ra lời giải thích cho Chu tiên sinh, mà còn cho tôi một lời giải thích. Tôi xuất thân trong thế giới ngầm, cho nên theo quan niệm của tôi, phải làm việc trước rồi học làm người sau. Nếu như không thể xử lý rõ ràng chuyện này, không cần biết Chu tiên sinh có tiếp tục thảo luận với chúng ta hay không, nhưng trước hết tôi sẽ kết thúc chuyện hợp tác này. Có thể nói, lời của Hổ gia rất hợp ý Chu Dương. Bởi vì anh vẫn luôn nghĩ như vậy, không ngờ rằng, Hổ gia lại có nhiều điểm tương đồng trong nguyên tắc làm người với mình. Được, Hổ gia, có lời này của ông, chuyện 3 năm trước, chúng ta cùng bắt tay điều tra, trả lại công bằng cho anh tài xế này. Chu Dương đứng dậy. Hổ gia cũng gật đầu, chỉ có Hứa Ngụy ở bên cạnh lắc đầu, tôi nói, hai người đang mưu đồ việc gì vậy? Hổ gia không nói gì, ngược lại Chu Dương khẽ cười, tại vì, tôi đã ngồi lên xe dịch vụ. Chương 944, nhận tội. Sở dĩ Chu Dương quyết tâm giúp đỡ anh tài xế này thực chất là vì tài xế đã cho phép anh lên xe của anh ta. Ban đầu Chu Dương không định đi tiếp, nhưng sau khi nghe cảnh ngộ mà tài xế kể lại, đột nhiên anh nảy ra một kế hoạch, dứt khoát vẫn ngồi chê y xe, phí xe cũng không trả. Còn về chi phí, bản thân giúp tài xế đòi lại công bằng, tạm thời coi là trả phí xe. Vì thế khi tài xế cảm ơn Chu Dương chỉ vỗ nhẹ vào vai của anh ta, đừng để trong lòng, tôi cũng không phải giúp không anh đâu, đây là phí xe tôi trả cho anh mà thôi. Anh tài xế hơi rưng rưng nước mắt, thầm nghĩ phí xe của mình đắt như vậy từ khi nào chứ? Trả 15 triệu tệ tiền mặt thì không nói, lại còn giúp mình đòi công bằng, hơn nữa còn mời mình ăn một bữa ăn lớn như vậy. Những thứ này vốn là thứ mà anh ta chạy thuê cả đời cũng không thể kiếm được. Vốn dĩ tài xế không định ăn cơm, nhưng sau khi Chu Dương và Hổ gia liên thủ, đã mời anh ta một bàn ăn, đồng thời nói với anh ta cứ yên tâm ăn uống thì đám người Chu Dương mới có thể xử lý chuyện tiếp theo, nên anh ta mới bắt đầu ăn. Tài xế cảm động nước mắt nước mũi tèm nhem, anh ta quét sạch đồ ăn ngấu nga ngấu nghiến. Bên này Chu Dương và Hổ gia cũng không ngừng tìm kiếm tài liệu. Ngày đó 3 năm trước tài xế nhớ rất rõ ngày tháng. Điều này với Chu Dương và Hổ gia mà nói quả thật thuận tiện hơn nhiều. Nhất là đối với Hổ gia, khách sạn Huy Hoàng là địa bàn của ông. Nói cách khác trong khách sạn Huy Hoàng, Hổ gia có quyền nắm giữ tuyệt đối. Đều đã nói sự việc và ngày tháng cụ thể với ông rồi, nếu ông còn không tra được rốt cuộc là ai làm những chuyện này thì Hổ gia ông chỉ là hư danh. Là A Sung, Hổ gia nói với vẻ mặt tái nhợt. Lại là cái tên A Sung đó. Thật ra chuyện này vốn không có quan hệ gì với khách sạn Huy Hoàng. Là một con cháu nhà giàu ăn cơm ở khách sạn Huy Hoàng, vì đã nhìn thấy cháu gái của tài xế trông xinh đẹp nhất thời nảy lên ý xấu, bắt cháu gái vào nhà vệ sinh nam. Sau khi đi ra từ nhà vệ sinh nam, hắn liền biến mất. Đối với gia đình của tài xế mà nói, bọn họ căn bản không biết đi đâu tìm người, chỉ có thể đổ mọi tội lỗi lên khách sạn Huy Hoàng. Lúc này A Sung cho người đuổi người nhà tài xế ra ngoài, sự việc đơn giản là như vậy. Cậu xem đi, chuyện này không liên quan gì đến chúng tôi, hoàn toàn không phải người của chúng tôi làm, Chu tiên sinh, cậu không thấy chuyện này làm lãng phí thời gian của chúng tôi sao, Hứa Ngụy ở bên cạnh bất mãn nói. Ông im đi, câu nói này là Chu Dương và Hổ gia cùng lúc nói ra. Hứa Ngụy Kiota sợ trợn to mắt. Chu Dương nói ông còn có thể hiểu. Dù sao bây giờ Chu Dương quả thật đã khác rồi, không giống với thằng nhóc nghèo luôn dựa vào việc mượn lực lượng chắp vá khắp nơi nữa. Bản thân người ta chính là một chi hoàng võ giả. Đó là khái niệm gì? Chê y thế giới này chi hoàng võ giả đến đâu cũng có thể hiên ngang.
cho dù trong hoàng thất cũng có thể hô to gọi nhỏ không cần chú trọng lễ nghi gì. Chi hoàng võ giả chê y cơ bản là đơn vị có sức chiến đấu mạnh nhất trong nhận thức của loài người. Vì thế Chu Dương quát ông ta một tiếng bảo ông im miệng, ông ta cũng không tức giận gì. Nhưng sao hổ gia có thể quát ông ta chứ? Cho tới nay, hổ gia chỉ là một người đại diện của nhánh phụ hứa gia mà thôi. Nhưng hứa nguy mới là người nắm quyền và là đại trưởng lão. Hổ gia vẫn luôn cung kính mình. Như hành động quát mình vừa nãy hoàn toàn không phù hợp với tính cách của hổ gia. Nhưng biểu hiện của hổ gia lại vô cùng tự nhiên, hơn nữa còn nói với vẻ mặt nghiêm túc, nghe đại trưởng lão nói, tuy chuyện này không phải người của chúng ta làm, nhưng quả thật là đã xảy ra trên y địa bàn của chúng ta. Về tình về lý chúng ta đều nên cho người ta một lời giải thích, nhưng bây giờ đừng nói là giải thích, chuyện này căn bản chúng ta không hề biết, nó đã bị A Sung ngăn lại rồi. Đại trưởng lão, có thể ông chưa từng tiếp xúc với quy tắc của thế giới ngầm, không thể hiểu rõ rốt cuộc chuyện này có ý nghĩa gì. Tóm lại một câu, chuyện này không cần ông lo, giao cho tôi là được. Sắc mặt hổ ra tái nhợt, hung tợn nhìn bức ảnh trong tay mình. A Sung, nếu còn là những năm trước, hổ ra vẫn còn là hổ ra lúc ở thế giới ngầm, nếu A Sung làm ra chuyện thất tín bội nghĩa như vậy, căn bản hổ ra sẽ không nói hai lời. Cho người chặt đứt ngón tay của A Sung vứt cho chó ăn. Nhưng bây giờ ông đã bình tĩnh hơn nhiều, hoàn toàn thoát khỏi môi trường thế giới ngầm kia, cho nên sẽ không xử lý chuyện Kaiota siết động như vậy nữa. Có điều, A Sung cũng phải trả cái giá giống như vậy. Chớp mắt A Sung đã bị gọi lên. Vốn dĩ A Sung chỉ cho rằng hôm nay mình đã va chạm với Chu Dương nên mới bị gọi đến. Nhưng hắn vừa lên liền bị hổ ra tát một bạt tai bắt quỳ xuống. Sau đó khi nhìn thấy video trong camera giám sát của 3 năm về trước, hắn mới ý thức được tính nghiêm trọng của sự việc. Nói đi, 3 năm trước tại sao không báo chuyện này cho tôi, tại sao phải tự mình ngăn cản chuyện này, hổ ra hỏi một cách hờ hững. Trông giống như không hề tức giận. Nhưng A Sung cũng không dám nói dối. Là một đàn em tương đối cao cấp dưới tay hổ ra, hắn hiểu rõ tính tình của hổ ra. Trông càng bình tĩnh thì càng chứng minh ông ấy lúc này đã vô cùng tức giận. Nói thẳng ra, A Sung cũng là người bước ra từ thế giới ngầm, phạm sai lầm thì phải chịu đòn thì phải đứng thẳng, đạo lý này hắn hiểu. Nếu đã bị phát hiện thì không có gì phải che giấu nữa. Bởi vì Hoa Thiếu Gia là bạn của tôi, A Sung thành thật nói. Hoa Thiếu Gia chính là Hoa Thần Vũ, cũng chính là con cháu nhà giàu đã đưa cháu gái của tài xế vào nhà vệ sinh. Có thể nói, hắn là bạn cũ thân thiết nhiều năm với A Sung, cũng ỷ vào mối quan hệ này với A Sung cho nên hắn mới dám làm mưa làm gió ở khách sạn Huy Hoàng. Khi người nhà tài xế tìm đến khách sạn Huy Hoàng, quả nhiên A Sung đã cho người ngăn chặn chuyện này lại. Sau khi hổ ra nghe xong, im lặng rút một điếu thuốc, trầm mặc một lát. A Sung cũng lẳng lặng quỳ chê y mặt đất, không dám thở mạnh. Có thể nhìn ra hắn vô cùng sợ hãi. Cho dù là quỳ ở đó không nhúc nhích, nhưng chê y chán vẫn rơi đầy mồ hôi. A Sung, cậu biết chuyện này nên xử lý thế nào chứ? Một lúc lâu sau, hổ ra hút xong điếu thuốc liền hờ hững nói. A Sung nuốt nước bọt, sau đó gật đầu. Lúc này cho dù hắn không gật đầu thì cũng không chạy thoát. Chỉ bằng dứt khoát gật đầu. Vậy thì tốt, hổ ra gật đầu, bây giờ, đưa chúng tôi đi tìm người bạn đó của cậu. Chương 945, trả thù. Vốn dĩ, Hoa Thần Vũ là bạn của A Sung, theo quy tắc của thế giới ngầm, bất kể thế nào A Sung cũng không thể phản bội Hoa Thần Vũ. Lúc trước hắn chọn thay Hoa Thần Vũ ngăn chuyện này lại, vậy thì hắn sẽ phải gánh vác đến cùng. Nói cách khác, cho dù hắn bán đứng Hoa Thần Vũ, hổ ra cũng không thể buông tha cho hắn, bởi vì chuyện nào ra chuyện đó, bây giờ cho dù A Sung làm gì đi nữa cũng không thể bù đắp lỗi lầm của hắn. Vì vậy theo lý mà nói, nếu A Sung phạm sai lầm này thì nên gánh vác trách nhiệm đến cùng. Nhưng bây giờ, cho dù hắn không bán đứng Hoa Thần Vũ, Hổ Gia và Chu Dương cũng có thể dễ dàng điều tra được thân phận của Hoa Thần Vũ, cho nên tất cả đều không có ý nghĩa. Hắn đã dứt khoát dẫn Chu Dương và Hổ Gia đến Hoa Gia. Ở thành phố Đông Hải, Hoa Gia cũng coi như là một gia tộc có quyền thế. Không giống với những thế gia khác. Hoa gia không có bất kỳ tài sản có ý nghĩa thực chất nào,
nhưng địa vị Hoa gia ở Đông Hải không ai có thể xem nhẹ. Không phải điều gì khác, mà chỉ vì một vị ông tổ của Hoa gia. Người dân Hoa Hạ mang họ gì? Họ Hoa, dĩ nhiên đây chỉ là nói đùa. Nhưng địa vị của ông tổ Hoa gia ở thành phố Đông Hải vô cùng kỳ diệu. Rất lâu trước đây, vào lúc thành phố mới phát triển, toàn bộ Đông Hải gặp phải một lần nguy cơ do gián điệp. Lần đó, thành phố Đông Hải tổn thất một lượng lớn binh lực và tài lực cũng không thể giải quyết triệt để nguy cơ từ gián điệp. Cuối cùng ông tổ của Hoa gia ra tay mới giải quyết được nguy cơ lần đó. Từ đó về sau, Hoa gia trở nên nổi tiếng ở thành phố Đông Hải, rất nhiều người gọi ông tổ Hoa gia là vị thần hộ mệnh của Đông Hải. Từ cách gọi thần hộ mệnh cũng có thể thấy được, địa vị của Hoa gia ở thành phố Đông Hải đặc biệt thế nào. Vì vậy, tuy Hoa gia không quá giàu có, nhưng địa vị ở toàn thành phố Đông Hải vô cùng có danh vọng, thậm chí có thể so với gia tộc hạng nhất. Với tình huống này, dĩ nhiên cũng sẽ không có ai dám trêu chọc con cháu Hoa gia. Hoa Thần Vũ là đại thiếu gia thế hệ trẻ nhất Hoa gia, cũng có tiếng tăm lừng lẫy trong xã hội thượng lưu ở thành phố Đông Hải. Hôm nay hắn đang ở nhà ngủ. Thiếu gia nhà có quyền thế như hắn chưa từng có khái niệm đi làm, vì vậy 10 giờ sáng mỗi ngày đều là thời gian đúng lúc đi ngủ, chỉ khi đến tối, cuộc sống đặc sắc mới thật sự bắt đầu. Tuy nghe có vẻ không tốt cho sức khỏe lắm nhưng kiểu cuộc sống này thật sự rất sảng o ái yêu ta. Đúng lúc hắn đang ngủ, chuông cửa biệt thự của hắn vang lên. Đây chính là căn biệt thự hắn mua cho riêng mình, để tiện dẫn mấy cô gái khác nhau về chơi bời, vì thế hắn mới chuyển ra ở một mình. Thằng danh con nào dám quấy rầy giấc ngủ của bố mày? Không biết bố mày không tiếp khách trước 10 giờ hả? Hoa Thần Vũ cáu gắt bò khỏi giường, đến cửa lấy video phone che y tường. Video phone này là một loại thiết bị kết nối với chuông cửa trong biệt thự. Lúc chuông cửa vang lên, người trong biệt thự chỉ cần xem video phone là có thể nhìn thấy người ấn chuông cửa, đồng thời cũng có thể trò chuyện với người ấn chuông cửa. Dĩ nhiên, hắn còn có thể điều khiển cửa lớn của biệt thự từ bên trong, có thể nói là vô cùng thuận tiện. Tao không cần biết mày là ai, trong 10 giây phải nói ra lý do quấy rầy giấc ngủ của bố mày, nếu không tao sẽ giết cả nhà mày, Hoa Thần Vũ gắt gỏng. Lọt vào tầm mắt hắn là một khuôn mặt xa lạ. Chu Dương không thể hiện biểu cảm gì, đứng trước camera bình thản nói ra hai chữ, mở cửa. Chỉ là hai chữ nhưng lại mang đến cho Hoa Thần Vũ áp lực như núi đè. Bỗng chốc hắn hoảng hốt, theo bản năng muốn nghe theo mệnh lệnh của Chu Dương, sự tức giận trong lòng cũng đã tiêu tan trong nháy mắt. Nhưng lập tức A Sung lại xuất hiện trước camera, sốt ruột nói, anh Vũ, mau mở cửa đi, xảy ra chuyện rồi. A Sung, sau khi nhìn thấy A Sung, trong nháy mắt Hoa Thần Vũ đã thoát khỏi trạng thái căng thẳng, bộc phát tính tình nóng này. A Sung, thằng nhóc này xảy ra chuyện gì vậy? Không biết ông đây trước 10 giờ vẫn đang ngủ à? Sao còn dám dẫn người đến tận cửa? Thật sự nghĩ rằng ông đây không dám động tới cậu à? Hoa Thần Vũ hung dữ uy hát yêu ta. Hắn và A Sung tuy nói là bạn bè, nhưng thực tế, địa vị của hai người có khác biệt trên y dưới. Nguyên nhân rất đơn giản, Hoa Thần Vũ là thiếu gia nhà giàu, còn A Sung chỉ là một người bình thường. Sở dĩ hai người trở thành bạn bè cũng là do nhu cầu cá nhân mà thôi. Ví dụ như thiếu gia nhà giàu như Hoa Thần Vũ để thỏa mãn vọng của bản thân vẫn luôn muốn làm vài chuyện không sạch sẽ. Lúc này cần một tay chân ở thế giới ngầm giúp hắn xử lý vài chuyện. Vụ việc cháu gái của anh tài xế chính là một ví dụ điển hình. Hoa Thần Vũ vì vọng bản thân đã cưỡng hát yêu ta cháu gái anh tài xế, dĩ nhiên, với thân phận của hắn, muốn kìm hãm chuyện này xuống cũng không có gì khó khăn. Dù gia đình anh tài xế đã tìm được hắn, hắn cũng có thể nhẹ nhàng đuổi gia đình anh tài xế đi. Nhưng điều này vô cùng mạo hiểm đối với hắn, nếu như ông nội hắn biết, hoặc nếu chuyện này bị phanh phui, sẽ ảnh hưởng rất lớn với toàn bộ Hoa gia. A Sung đã ngăn cản chuyện đó lại. Như vậy căn bản sẽ không có ai biết là do Hoa Thần Vũ làm, hắn cũng không cần gánh chịu chút mạo hiểm nào. Đối với A Sung mà nói, hắn trà trộn trong thế giới ngầm, chuyện kiểu này xử lý vô cùng thuận lợi, bởi vì đã vô cùng quen thuộc. Cho dù là bại lộ cũng không sao, dù sao hắn cũng không có bối cảnh nhà giàu, bản thân chính là một kẻ côn đồ. Sau mỗi lần làm xong chuyện đó, Hoa Thần Vũ đều cho hắn một khoản thù lao lớn. Vì vậy bọn họ thật ra là kết giao vì nhu cầu.
nhưng trong mối quan hệ giao dịch bất thường này, địa vị của Hoa Thần Vũ cao hơn A Sung rất nhiều. Vì vậy hắn mới dám không kiêng nể gì mà nổi giận với A Sung, mỗi lần hắn nổi giận, A Sung cũng đều im lặng chịu trận. Nhưng lần này thì khác, sau khi hắn uy hát yêu ta, vẻ mặt A Sung lại vô cùng thản nhiên. Hoa Thần Vũ, tôi gọi anh một tiếng anh Vũ là muốn giữ thể diện cho anh thật sự cho rằng mình quan trọng lắm hả? Mau mở cửa đi, hôm nay người bị anh hại đến tìm anh trả thù rồi. Nếu không mở cửa, hoa ra các anh sẽ không gánh nổi hậu quả đâu. A Sung hung dữ nói. Sau khi nghe thấy vậy, Hoa Thần Vũ lập tức kinh ngạc đến ngây người. Từ khi nào A Sung lại to gan thế? Còn dám dọa cả mình. Trả thù, ai tìm đến trả thù mình? Những người bị hắn bắt nạt những năm nay cũng không ít, nhưng người tìm hắn trả thù thật sự không có. Chương 946, tôi không nghe lời cậu. Vậy mà tên A Sung còn nói gì, nếu hắn không mở cửa thì hậu quả không phải thứ hoa ra gánh vác được ư? Những lời này khiến Hoa Thần Vũ vô cùng tức giận. Hắn là ai? Là con trai trưởng của Hoa Gia, là cháu trai của thần hộ mệnh thành phố Đông Hải. Ở Đông Hải, có ai dám dùng giọng điệu như vậy nói chuyện với hắn? Có thể nói là không ai cả, dù là gia tộc hạng nhất Tô Gia và Tôn Gia, cũng tuyệt nhiên không dám nói Hoa Gia bọn họ không gánh nổi hậu quả. Dĩ nhiên, chưa tính đến Hứa Gia trong này, vì đối với phần lớn thực lực, bọn họ hoàn toàn không biết đến gia tộc ẩn giật Hứa Gia. Được gọi là gia tộc ẩn giật, là vì bọn họ chưa trải qua thế tục, nên thông thường không có ai bận tâm đến gia tộc ẩn giật. Tức là, ngoại trừ gia tộc ẩn giật, thì không một ai ở Đông Hải dám nói với Hoa Thần Vũ như vậy. Điều này khiến hắn rất giận dữ. Được lắm, A Sung, cậu dám nói vậy với tôi đúng không? Hoa Gia chúng tôi không gánh nổi trách nhiệm. Hôm nay tôi muốn nhìn xem, trách nhiệm nào mà chúng tôi không gánh nổi. Hoa Thần Vũ nói xong, thẳng tay cúp điện thoại. Hắn không mở cửa ra, mà vốn hắn cũng không định làm vậy, nên rung chuông đóng cửa vào. Cùng lúc, hắn gọi cho một ông lớn khác, yêu cầu người đó đến nhà để xử lý A Sung và Chu Dương. Nói trắng ra, hắn thấy đây chẳng phải chuyện to tát, hắn không cho rằng A Sung sẽ không xông vào biệt thự của hắn, nên chỉ cần gọi ba tên côn đồ ra xử lý là được. Gọi điện thoại xong, hắn định đi ngủ. Lúc này, một tiếng động lớn vang lên bên ngoài biệt thự. Hoa Thần Vũ thấy bất an, khẽ kêu một tiếng rồi chạy ra cửa sổ ngó xuống, thì thấy cửa biệt thự bị mở toang. Đương nhiên là Chu Dương đã ra tay. Anh đến đây để hỏi tội, không phải đến nhờ vả, nên có cần đứng chờ ở cửa không? Ông đây đi hỏi tội mà cần lễ phép sao? Cần sự đồng ý của người khác ư? Đương nhiên không cần, do đó anh dùng chân đá vỡ cửa, ngang nhiên đi vào. Cảnh tượng này khiến anh tài xế ngây người. Anh ta thấy thân phận Chu Dương không hề tầm thường, có thể tạo quan hệ thân thiết với khách sạn Huy Hoàng. Nhưng bây giờ xem ra, người tên Chu Dương này có vẻ kỳ lạ. Chả nhẽ là yêu quái. Người nào lại một cước đá vỡ cửa biệt thự được? Chuyện hài hước này, con người làm được sao? Nhưng sợ thì sợ, anh ta vẫn không dám nói linh tinh, đi theo Chu Dương vào trong. Hoa Thần Vũ tức giận, hắn không ngờ đám người này to gan như vậy. Đến cửa biệt thự của hắn cũng đá vỡ tung. Phải dạy bọn họ một bài học. Nghĩ đến đây, hắn lấy điện thoại gọi thêm một cuộc. Nhóm Chu Dương xông vào, thấy Hoa Thần Vũ ngồi trên y ghế sofa, dùng ánh mắt vênh váo nhìn bọn họ. To gan quá nhỉ, dám xông vào biệt thự của tôi, biết tôi là ai không? Hoa Thần Vũ nghiến răng nghiến lợi hỏi. Giờ hắn rất tức giận nhóm Chu Dương vì đã phá hỏng cửa nhà hắn. Không biết, Chu Dương không quan tâm hắn, thản nhiên ngồi xuống ghế sofa bên cạnh, nhưng chuyện này không quan trọng, hôm nay chúng tôi đến đây đòi lại công bằng. Hổ Gia và anh tài xe cũng ngồi xuống ghế sofa. Cảnh này lại khiến Hoa Thần Vũ nổi điên. Đứng lên, ai cho các người ngồi, hắn nghiêm giọng quát. Với hắn, đám người vô danh tiểu tốt ngồi trên y ghế sofa của hắn, chính là một sự sỉ nhục. Những người khác không nói gì. Còn Chu Dương chân thành lắc đầu, ừ đúng, chưa ai bảo tôi ngồi. Vậy mày còn không mau đứng lên, Hoa Thần Vũ mừng thầm, trong lòng nghĩ mình vẫn uy hát yêu ta được. Nhưng Chu Dương lại nói, không ai cho ngồi, đâu có nghĩa tôi không được tự ngồi. Giống như cậu không cho tôi vào,
nhưng tôi vẫn vào đó thôi. Khuôn mặt Chu Dương đầy mỉa mai nhìn Hoa Thần Vũ. Mấy lời này khiến Hoa Thần Vũ nhớ lại cửa nhà bị phá, lại thấy trong người ngứa ngáy tức giận. Được lắm, mày là người dẫn đầu mấy người vào đây, xem ra nếu không dạy mày một bài học, mày sẽ không biết trời cao đất dày, Hoa Thần Vũ vừa nói, ánh mắt lộ rõ sự tàn nhẫn, hắn lấy một con dao găm dưới bàn trà. Trước khi mấy tên côn đồ hắn gọi tới nơi, hắn muốn tự tay đánh Chu Dương bị thương. Dù hắn không nghĩ tới chuyện, hắn chỉ có một người, còn Chu Dương và Hổ Gia với anh tài xế có tận ba người. Nguyên nhân đơn giản vì, đây là địa bàn của hắn, hắn là con trai trưởng của Hoa Gia, chẳng lẽ đám người này dám ra tay với hắn sao? Sở dĩ gọi côn đồ tới là vì hắn là người quý tộc cao ngạo hơn người, tự mình đánh Chu Dương chỉ khiến hắn bẩn tay, mà tương lai có phiền toái gì, lại vấy bẩn luôn ca danh tiếng của hắn. Nên hắn mới gọi côn đồ tới, chủ yếu là để phủi sạch, không để chuyện dính dáng đến hắn. Đây là phong cách làm việc trước sau như một của đám người thượng đẳng trong xã hội. Nhưng lần này thì khác, Chu Dương quá kiêu ngạo, khiến hắn cực kỳ tức giận, nên hắn muốn đích thân dạy dỗ anh. Hắn cầm dao găm tới sát Chu Dương. Nhưng kết quả khác hẳn với tưởng tượng của hắn. Chu Dương không chỉ phản kháng lại, mà còn đánh bại hắn dễ như trở bàn tay. Chu Dương nhanh chóng cướp dao găm của hắn, sau đó đè cánh tay của hắn xuống bàn trà. Đau quá, đau, Hoa Thần Vũ la lớn, buông tôi ra. Không buông, Chu Dương thành thật nói. Tôi bảo anh buông ra, Hoa Thần Vũ hét lên, hết sức tức giận. Tôi biết, nhưng tôi không nghe cậu, dáng vẻ Chu Dương vẫn như cũ. Hơn nữa, tôi không chỉ ghìm cậu xuống, mà còn đánh cậu. Dứt lời, Chu Dương mạnh mẽ dùng tay tát vào mặt Hoa Thần Vũ. Mày dám đánh tao, Hoa Thần Vũ nổi giận. Người này, không chỉ chống đối, mà còn dám chủ động tấn công hắn. Đây là điều hắn không ngờ tới. Hắn nghĩ Chu Dương cùng lắm né tránh hai lần đã là to gan lắm rồi. Đúng, tôi dám đánh cậu, Chu Dương đáp, hơn nữa, tôi còn dám đánh mạnh. Nói xong, anh quay đầu Hoa Thần Vũ lại, rồi hung hăng dùng tay tát mạnh, khiến mặt Hoa Thần Vũ sưng lên nhanh chóng. Hai cái tát hung hãn khiến hắn thấy mặt mình tê dại, mất sạch cảm giác. Mày không thể đánh tao nữa, Hoa Thần Vũ cuối cùng cũng sợ hãi, che mặt mình lại, thận trọng trốn sau ghế sofa, nhìn Chu Dương chằm chằm. Khóe miệng Chu Dương nhếch lên cười khẩy, nhưng tôi đâu nghe lời cậu. Chương 947, cuộc chiến giữa Lang Gia và Hổ Gia. Bây giờ Hoa Thần Vũ vô cùng gây yêu ta sợ. Dù là kẻ ngu, hắn cũng nhận ra sự khủng bố từ Chu Dương. Bối cảnh và thế lực của hắn, trước mặt Chu Dương đều chỉ là vô nghĩa. Chu Dương không hề bận tâm. Lời tốt lời xấu hắn đều nói hết, nhưng không hề lọt tai Chu Dương, anh chỉ nghĩ nên đánh hắn hay không, điều này làm hắn vô cùng bất lực. Cũng may, lúc sau, mấy tên côn đồ hắn gọi cũng tới. Hoa Thần Vũ bỗng chốc hưng phấn hẳn lên, chưa bao giờ hắn thấy mong chờ mấy tên côn đồ như vậy. Lúc trước, hắn chỉ coi bọn họ là công cụ để giật dây. Nhưng lúc này, hắn coi bọn họ là người thân, anh em huynh đệ. Lang gia, cứu tôi, Hoa Thần Vũ kêu gào thảm thiết, bò chê y đất ra ôm lấy chân Lang gia, ông tới rồi, giúp tôi bắt mấy tên khốn kiếp này rồi đánh chúng một trận. Lang gia được cưng chiều nhưng thấy lo sợ. Ông ta cũng là một nhân vật tầm cỡ ở thế giới ngầm, nhưng đương nhiên địa vị kém Hổ gia. Song ông ta vừa vào biệt thự còn chưa kịp thấy Hổ gia, thì Hoa Thần Vũ đã bỏ dưới đất tới gần ông ta. Hành động này đã thu hút mọi sự chú ý. Ông ta hơi sợ hãi, dù ông ta cũng biết lai lịch của Hoa Thần Vũ, nhưng sao giờ Hoa thiếu gia bất bại lại bị đánh thành bộ dạng này. Song nhìn bộ dạng này của Hoa Thần Vũ, không hiểu sao trong lòng Lang gia thấy khá thỏa mãn. Thỏa mãn là thỏa mãn, cơ mà ông ta không thể ngang nhiên nói lời như vậy được, hơn nữa còn phải giả bộ cây ết yêu ta sợ, ui cha, Hoa thiếu gia của tôi, sao cậu lại thành ra thế này, là kẻ nào đã ra tay? Chính là bọn họ, mau bắt bọn họ lại cho tôi, Hoa Thần Vũ thất thanh. Lúc này, Lang gia mới từ từ ngẩng đầu, nhìn Chu Dương và Hổ gia. Thằng kia, tôi không biết cậu là ai, nhưng cậu đã gây ra chuyện lớn. Tôi sẽ, Hổ gia, sao ông lại ở đây?
Lang gia còn chưa nói xong, bỗng thấy hổ gia ngồi bên cạnh, khí thế lúc này giảm đi rất nhiều, có phần không chắc chắn như trước. Ông ta không hiểu sao hổ gia lại ở đây. Chẳng lẽ hổ gia đánh Hoa Thần Vũ Thành như vậy? Nhưng, không phải, thực lực của hổ gia đâu phải vậy. Không sai, Hoa Thần Vũ tượng trưng lực lượng của Hoa gia, đạt đến trình độ mạnh mẽ. Nhìn bề ngoài đã vượt xa cả mấy người như hổ gia và lang gia. Ông nội của Hoa Thần Vũ ông tổ Hoa gia là ai? Đó là thần hộ mệnh ở Đông Hải. Mà người như hổ gia thì thế nào? Là tập hợp mọi thứ cặn bã chê y trời dưới đất, không đáng được nhắc tên đến. Hổ gia dù có mạnh hơn nữa, cũng không thể đối đầu với Hoa gia, ít nhất thì đó là viễn cảnh của tất cả các thế lực ngầm. Bọn họ cũng không biết, thân phận của thế giới ngầm chỉ là một phần của hổ gia, thân phận thật của ông ấy là người thừa kế nhánh phụ của Hứa gia, đây mới là chỗ dựa vững chắc nhất. Bằng thân phận này, ông ấy hoàn toàn có tư cách tiếp cận với Hoa gia. Song cả Đông Hải và Lang gia, số người biết thân phận thật của hổ gia không nhiều, nên trong mắt ông ta, hổ gia không xứng đáng trở thành đối thủ Hoa gia. Thì ra là Lang gia, ông tới đây có chuyện gì không? Nhìn thấy Lang gia, hổ gia mới chào hỏi xã giao. Tôi, Hoa thiếu gia gọi tôi tới, thế còn ông, sao ông ở đây? Lang gia lúc này đã bình tĩnh lại, hé mắt nhìn hổ gia, rõ ràng ông đang ở đây, sao lại trơ mắt ra nhìn Hoa thiếu gia bị đánh thành thế này? Hay ông chính là hung thủ? Sau khi nghĩ thông suốt vài chuyện, Lang gia đột nhiên không còn sợ hổ gia nữa. Đúng là thực lực ông ta không mạnh bằng hổ gia, thậm chí là kém hơn rất nhiều. Nhưng lúc này hổ gia ở đây, rõ ràng là đang thách thức Hoa gia. Trong mắt Lang gia, thực lực hổ gia còn kém xa Hoa gia, nói cách khác thì, đây là cơ hội để Lang gia thay thế hổ gia. Không sai, người biến thằng nhóc nhà Hoa gia thành thế này là tôi làm, sao nào? Ông định ra mặt vì cậu ta sao? Hổ gia hứng thú hỏi. Là một người dày dặn kinh nghiệm dưới thế giới ngầm cả chục năm nay, hổ gia sao có chuyện không rõ trong lòng Lang gia nghĩ gì. Lúc trước hổ gia vì che giấu thân phận mình nên nói với Chu Dương mình không phải tông sư võ giả. Nhưng thực tế, ông ta chính là tông sư võ giả. Thực lực như vậy hoàn toàn không ai cản được ở Đông Hải này. Nhưng do che giấu nên trước giờ ông ấy không để lộ ra, còn bây giờ ông ấy không cần giấu giếm nữa. Lang gia. Chúng ta là người cùng ngành, có ý gì thì không cần lằng nhằng, muốn ra tay thì ra luôn đi. Có phải là nhân cơ hội này phế truất tôi? Hổ gia thẳng thắn phá hỏng ý định của Lang gia. Việc đến nước này, hổ gia không giấu giếm nữa. Không sai, hổ gia, ai thắng làm vua, thế giới này có ai không muốn leo lên chứ? Nếu hôm nay ông đối đầu với Hoa gia, thì ông chuẩn bị chết là vừa. Ngoan ngoãn đầu hàng. Đừng để tôi lãng phí sức lực, nể tình bạn bè xưa cũ, tôi cũng muốn yêu ái ông một chút. Lang gia đắc ý cười nói. Xem ra, lần này hổ gia chết chắc. Thực lực ông ta chắc chắn không bằng hổ gia, nhưng nếu hổ gia đắc tội với Hoa gia thì chỉ còn đường chết. Ông ta nói ra những suy tính trong lòng, thậm chí còn muốn hổ gia chủ động xin hàng để chịu sự hành hạ nhẹ nhàng. Nhưng Hoa Thần Vũ nghe vậy thì rất mất hứng. Hả? Thì ra ông là hổ gia à? Lại còn là con hổ hết thời, thứ cặn bã của thế giới ngầm, mà dám ra tay với tôi sao? Lang gia, mau giết chết ông ta đi, ra tay thẳng thắn không thương hại. Mà ông thương hại cái quái gì vậy, ông là thứ cặn bã giống ông ta, loại rắn chuột thấp kém, dám động vào tôi, còn không mau đánh chết ông ta sao? Ông không phải loại xúc sinh giống vậy đúng không? Hoa Thần Vũ khôi phục lý trí. Vẻ phách lối cũng được hồi phục vẹn nguyên, mắng chửi Lang gia một trận. Sắc mặt Lang gia hơi khó coi, nhưng không dám phản bác, mà chỉ dồn hết sự tức giận lên người hổ gia. Nghe rõ chưa hổ gia, lần này không phải tôi không nể tình nghĩa với ông, mà do Hoa thiếu gia yêu cầu. Ông muốn trách, thì hãy tự trách sao bản thân lại đắc tội với Hoa thiếu gia đi. Lang gia vừa nói, vừa nhanh chóng đưa mười mấy tên đàn em vây quanh hổ gia và Chu Dương. Chương 948, đẹp thì phô ra, xấu xa thì đậy lại. Lang gia hạ quyết tâm, lúc này sẽ phế truất địa vị của hổ gia, nên thẳng thừng ra tay. Tổng cộng ông ta mang mười mấy tên côn đồ tới, trong khi Chu Dương, hổ gia và anh tài xế thì chỉ có ba người.
nhìn là đã biết cục diện thắng thua như nào. Hơn nữa, Lang gia cũng không sợ Hổ gia trả thù sau chuyện lần này. Vì đây là ông ta thay mặt Hoa gia ra tay. Nên nếu ông ta chém giết Hổ gia, thì về sau cũng sẽ được Hoa gia hỗ trợ nhiệt tình. Nên ông ta không sợ hãi gì cả. Lang gia nhanh chóng ra lệnh, yêu cầu mọi thuộc hạ giải quyết việc ông ta được giao phó. Thấy vậy, Hoa thần Vũ hài lòng gật đầu, dần đắc ý trở lại. Lại còn dám ra tay với ông đây, hôm nay tao sẽ cho bọn mày một bài học. Một đám cặn bã dưới đáy xã hội, mà còn ra vẻ thanh cao trước mặt ông đây. Muốn báo thù, các người đủ trình sao? Hoa thần Vũ khinh bỉ nói, rõ ràng từ đầu tới cuối hắn không coi Chu Dương và Hổ gia ra gì. Trong lòng hắn, thân phận hai phe có mức chênh lệch rất lớn. Hắn là đời sau của thần hộ mệnh Đông Hải, tượng trưng cho chính nghĩa tuyệt đối, có địa vị được tôn sùng. Sự tồn tại của Chu Dương và Hổ gia, với hắn chỉ là thứ cống rãnh hôi thối, tượng trưng cho bóng tối bẩn thỉu, hèn mọn núp trong góc để sống. Thứ rác rưởi như vậy dám ra tay với hắn sao? Hoa thần Vũ hạ quyết tâm, phải hành hạ hai tên phế vật này, khiến họ sống không bằng chết. Nghe Hoa thần Vũ nói xong, Chu Dương liếc mắt nhìn. Thân phận cậu cao quý, đó là nhờ vào huyết thống của cậu, là đời sau của Hoa lão gia. Hoa lão gia mới là tiền bối được cả Đông Hải trọng vọng, ông ta mới đại diện cho ánh sáng chính nghĩa. Nhưng mọi hành động của cậu, đều chỉ làm vấy bẩn danh tiếng của lão gia, nếu cậu đúng là người của Hoa gia, tôi khuyên cậu nên từ bỏ mối quan hệ với Hoa gia. Bởi vì cậu, là con người bẩn thỉu nhất, hèn mọn nhất cái thế giới này. Chu Dương đường đường chính chính nói, vì những lời này đều là sự thật. Trước khi đến đây, nhờ có Hổ gia, anh đã nắm được vài thông tin nhất định về Hoa gia. Lúc đó Hổ gia còn hơi lo lắng. Như Hoa thần Vũ nói, bất kể thực lực lớn nhỏ, sức ảnh hưởng của Hoa lão gia là rất lớn. Là thần hộ mệnh của toàn Đông Hải. Trong thâm tâm nhân dân Đông Hải, địa vị ông ta không ai sánh kịp, thậm chí có người còn nói, nếu không nhờ ông ta thì sẽ không có Đông Hải ngày hôm nay. Khắp Đông Hải, chỗ nào cũng có ơn cứu mạng của Hoa lão gia. Nên muốn động tới cháu trai ông ta, Hổ gia vẫn còn chút băn khoăn. Nhưng Chu Dương thẳng thừng gạt bỏ mối băn khoăn này. Bọn họ có thể tôn trọng Hoa lão gia, nhưng việc nào ra việc nấy, nếu Hoa lão gia đúng là vĩ nhân như lời đồn đại, thì nhất định ông ta sẽ không bênh vực cháu mình. Ngược lại, nếu Hoa lão gia gây sự lại với Chu Dương và Hổ gia vì chuyện này, thì tức là ông ta cũng chẳng được như lời đồn. Giả như tình huống hai thật sự xảy ra, thì Đông Hải không cần sự hiện diện của ông ta. Song dù Chu Dương nói vậy, Hổ gia vẫn còn khá bận tâm. Vì ông ấy thấy, nếu mình bọn họ biết Hoa lão gia là kẻ ích kỷ, dựa vào danh tiếng của mình để dung túng cho con cháu muốn làm gì thì làm, nhưng người khác trong Đông Hải đâu có ai biết. Lúc này thẳng tay tiêu diệt Hoa gia, chẳng phải bọn họ sẽ bị cả Đông Hải phỉ nhổ đến chết sao? Coi như khi đó bọn họ đứng lên vạch trần chân tướng rằng Hoa lão gia không phải người tốt, có thể có người tin, nhưng họ sẽ cho rằng đám người Chu Dương đang nói dối, che giấu chân tướng sự việc. Lúc này, Chu Dương nói thêm, chân tướng sự việc, mình chúng ta biết là đủ rồi. Chỉ cần chúng ta không hổ thẹn với lương tâm thì cứ làm, không cần bận tâm người khác. Bị thiên hạ chửi rủa thì sao ư? Chỉ cần bản thân biết cái mình làm là đúng, thế là đủ rồi. Chu Dương thoải mái nói. Những lời này khiến Hổ gia xúc động. Đó là sự tự tin như nào. Dù bị tất cả mọi người hiểu lầm, hoàn toàn không có vấn đề. Vì tôi đâu có làm những chuyện này vì họ, tôi làm vì bản thân tôi. Nên mình tôi biết tôi cần làm gì, vậy là đủ. Với tư tưởng như vậy, hai người họ cùng tới biệt thự Hoa thần Vũ. Nên lúc Hoa thần Vũ nói như thế, Chu Dương đáp trả lại mà không mảy may cảm xúc. Cậu là mới là thứ bọ dẹp sống ở cống rãnh hôi thối. Còn tôi, dù không phải đại diện cho ánh sáng chính nghĩa, nhưng tôi đại diện cho trái tim mình, nên loại cặn bã như cậu không so bì được. Lúc Chu Dương nói những điều này, chị y người anh tỏa ra sự tự tin, trong nháy mắt khiến Hoa thần Vũ vô cùng tức giận. Vì thứ duy nhất hắn tự hào, chính là thân phận của hắn. Dù hắn đi tới đâu, làm chuyện gì, đều có thể đường hoàng nói mình là tượng trưng cho ánh sáng công lý. Dù hắn làm bao chuyện bẩn thỉu hay phi lý đến mức nào,
cũng không ai dám phản bác, là nhờ thân phận của hắn. Nhưng giờ Chu Dương thẳng tay xé rách lớp ngụy trang cuối cùng, vạch trần thứ nhân cách ghê tởm của hắn. Hơn nữa, sự tự tin của Chu Dương lớn đến mức khiến hắn phải dè chừng, nể trọng. Đúng như Chu Dương nói, lúc này hắn giống như một tên hề hổn hển nhảy dựng lên om sòm. Dám bêu xấu ông đây, mau đánh chết bọn họ đi. Hoa Thần Vũ giống lên. Cậu càng cuống cuồng, càng chứng minh những điều tôi nói là thật, đúng không? Chu Dương cười khẩy. Những tên côn đồ Hoa Thần Vũ gọi tới đều xông lên, đám người đó đang vây kín quanh Chu Dương, nhưng lại xuất hiện hiện tượng rất lạ. Chu Dương bình tĩnh đứng giữa đám người, nói chuyện vui vẻ, còn những người bị anh động đến thì sắc mặt u ám, hơi thở gấp gáp. Đừng làm nhảm nữa, ra tay. Cuối cùng Hoa Thần Vũ cũng không nhịn nổi. Hắn không muốn tiếp tục nói chuyện, vì hắn biết không nói lại được Chu Dương. May hắn là người thông minh, cũng biết, đẹp thì phô ra, xấu xa thì đậy lại. Không phải mày nói đạo lý rất hay sao? Vậy giờ ông đây đánh chết mày, thì dù mày tự tin nói đạo lý cũng có được cái ích gì? Ai nghe được mày nói gì? Mày chết rồi, ông đây lại quay về làm thiếu gia Hoa gia được vạn người ngưỡng mộ. Chương 949, tranh chấp nội bộ. Thắng làm vua, thua làm giặc. Dù anh là người đàng hoàng thế nào, biết rõ tâm can mày như nào khi mày chết rồi, thì ông đây không phải muốn nói gì cũng được sao? Bọn mày cùng lắm chỉ là con kiến hôi trong thế giới ngầm, đợi đến khi bọn tao tuyên bố với mọi người rằng bọn mày là một lũ côn đồ, xông vào nhà tao mưu đồ bất chính, rồi tranh chấp nội bộ với một nhóm côn đồ khác, một lũ chó cắn xé nhau, ai dám bảo tao nói sai chứ? Hoa Thần Vũ đã thầm suy tính xong lý do đối đáp với bên ngoài, khi ấy, nói lang gia là côn đồ, đánh chết Chu Dương và Hổ gia, còn hắn không liên quan. Hình tượng hắn lại chói lóa như cũ, vô số người đến tán tụng hắn, có ai biết được chân tướng? Mà có ai thèm quan tâm? Chỉ cần bọn mày chết, tất cả đều do ông đây định đoạt. Trong đầu Hoa Thần Vũ thầm toan tính, yêu cầu lang gia mau ra tay. Lúc này, lang gia không biết dù mình đánh thắng cũng bị Hoa Thần Vũ bán đứng, nên trong đầu chỉ có suy nghĩ giết chết Hổ gia, vội vã thực hiện mệnh lệnh. Đại chiến bắt đầu. Trong trận chiến này, 17 tên đàn em đánh 3 người bình thường, xem ra bộ dạng rất thê thảm. Nhưng cuộc chiến chỉ kéo dài 17 giây. Bên Chu Dương, chỉ có mình Hổ gia ra tay. Đối mặt với những người bên lang gia, ông thẳng tay tát một cái không do dự. Đùa gì vậy? Thế giới ngầm ở Đông Hải, không hề liên quan gì đến truyền thuyết tông sư võ giả. Bọn họ không hiểu sự tồn tại của tông sư võ giả, đối mặt với thực lực thật sự của Hổ gia, bọn họ hoàn toàn không phải kẻ thù. Cứ hình dung cú đánh dễ như ăn bánh. Lang gia và Hoa Thần Vũ đần mặt ra. Trò đùa gì thế? Vừa rồi là cái gì vậy? Sao vèo một cái, người bên phe bọn họ đã không còn ai đứng vững? Phép thuật à? Hay là ma thuật? Hoa Thần Vũ cấu vào mặt mình. Còn khuôn mặt lang gia cũng ngơ ngác. Lang gia, không phải tôi đã nói, mạnh mẽ ra tay sao? Hổ gia nhìn lang gia cười khẩy, không phải ông muốn thay thế tôi sao? Ra tay đi, tôi đứng đây chờ ông đến thế chỗ tôi. Nếu ông thật sự có năng lực để làm vậy, thì không cần hao tổn tâm trí, sẽ tự có cách đuổi tôi xuống, lúc đó không cần ông ra tay. Tôi sẽ chủ động nhường ngôi cho ông. Hổ gia vỗ vai lang gia, nhưng xem ra ông không có tư cách này. Hổ gia, lang gia lắp bắp, ông, rốt cuộc ông là ai? Lực lượng của ông như này, thế giới ngầm ở Đông Hải hoàn toàn không giữ chân ông được. Lang gia không cam lòng nói. Ông ta cũng là một nhân vật tầm cỡ. Dù Hổ gia không biết tại sao lại có sức mạnh như vậy, nhưng ông ta chấp nhận sự thật. Rằng thực lực của Hổ gia đã vượt xa sự tưởng tượng của ông ta. Là một ông lớn ở thế giới ngầm, lang gia vẫn có khí chất dám nhận thua. Ông ta bằng lòng để Hổ gia xử lý, dù không cam tâm, nhưng nếu Hổ gia muốn giết, ông ta cũng sẽ không oán hận. Song ông ta muốn biết, tại sao Hổ gia lại chỉ hoạt động trong thế giới ngầm Đông Hải. Tài nghệ võ thuật như này, phải lên võ đài rộng lớn chê y cao mới xứng. Hổ gia lắc đầu, a lang à, có nhiều việc không giống vẻ bên ngoài. Tóm lại, làm người nhất định phải lắng nghe tâm can mình, chân đạp về phía trước, có vậy mới không gặp bất trắc. Hôm nay tôi không làm gì ông cả,
nhưng từ bây giờ, ông hãy rút khỏi thế giới ngầm Đông Hải đi. Hổ gia thản nhiên nói. Giọng điệu rất bình tĩnh, nhưng một ông lớn ở thế giới ngầm như Lang gia, nghe đương nhiên hiểu ý. Đóng băng hoạt động. Hổ gia cho ông ta một cơ hội, lần này sẽ không giết ông ta. Nhưng nếu ông ta còn dám xuất hiện ở thế giới ngầm, hổ gia sẽ thẳng tay giết chết, lúc đó, cả thế giới ngầm sẽ chẳng có ai dám báo thù thay ông ta. Đó cũng là một trong những quy tắc của thế giới ngầm. Được, tôi biết, sắc mặt Lang gia không biến đổi, chỉ gật đầu dự định rời đi, vì nơi này chẳng liên quan gì ông ta nữa. Nhưng Hoa Thần Vũ ngăn lại. Không được, Lang gia, ông đừng đi, lúc này Lang gia như vậy khiến Hoa Thần Vũ rất luống cuống. Hai tên khốn này vẫn ở đây, ông chưa giải quyết xong thì sao có thể rời đi được, Hoa Thần Vũ sốt ruột nói. Lang gia thầm mắng Hoa Thần Vũ đúng là thằng ngu. Mẹ nó, không thấy ông đây thua rồi sao? Lại còn đòi giải quyết chuyện, ông đây còn sống là may lắm rồi. Nhưng giờ ông ta đã mất tất cả, cũng không tiện xúc phạm Hoa Thần Vũ, chỉ thản nhiên đáp, xin lỗi Hoa thiếu gia, chuyện lần này tôi cũng giúp được cậu. Nếu cậu có cách, thì hãy mời người tài giỏi khác. Lang gia thẳng thắn nói, vì ông ta và Hoa Thần Vũ là quan hệ hợp tác, trong quá trình này, ông ta có thể nhượng bộ Hoa Thần Vũ, nhưng giờ quan hệ hai bên đã kết thúc, nên ông ta không cần phải làm vậy nữa. Do đó, ông ta chỉ đơn giản nói lại kết cục vấn đề thôi. Nhưng Hoa Thần Vũ nghe vậy thì không hề vui vẻ. Bây giờ hổ ra lật mặt, không coi hắn ra gì, thậm chí Chu Dương còn tát hắn ba cái. Vậy mà Lang gia lại có ý gì đây? Dám bỏ mặc hắn? Sao ông ta dám? Ông ta chỉ là thứ cặn bã, sao dám bỏ mặc hắn ta? Một thứ hèn kém như ông ta, chẳng nhẽ không nên sống tầm gửi để bảo vệ bản thân không bị nguy hiểm dù chỉ sợi tóc sao? Hoa Thần Vũ tức giận hét lớn, Lang gia, ý ông là gì? Không biết xấu hổ à? Ông đây vẫn còn nguy hiểm mà đã muốn bỏ chạy rồi sao? Tôi không quan tâm ông làm gì, mau ngăn bọn họ lại, để ông đây tìm người giúp. Nếu bị đánh chết, tôi sẽ bồi thường cho ông. Hoa Thần Vũ thản nhiên nói. Hắn nói những lời này nhiều lần rồi, lần nào cũng là dáng vẻ ung dung tự tại. Đương nhiên, nói vậy thôi, chứ nếu người khác bỏ mạng vì hắn chắc chắn sẽ không bồi thường cho người nhà nạn nhân. Đây chỉ là thủ đoạn quen thuộc để người khác hy sinh vì hắn. Song lần này, hắn tìm nhầm đối tượng rồi. Lang gia không phải những tên côn đồ hạng bét của hắn, dễ dàng bỏ mạng vì hắn. Ông ta là một ông lớn, sao dễ bị hắn chi phối vậy được? Đồ thần kinh, Lang gia thẳng thắn chửi rồi quay đầu bước đi. Hành động này khiến Hoa Thần Vũ điên tiết. Lang gia, hôm nay ông dám đi, tôi sẽ giết cả nhà ông. Chương 950, ông tổ Hoa gia. Thấy Lang gia cũng thẳng thừng bỏ mặc mình, Hoa Thần Vũ liền uy hát yêu ta. Đây là loại người mềm nắn rắn buông điển hình. Hổ gia và Chu Dương rõ ràng đã đứng về phía đối lập với hắn, vì vậy hắn không dám có bất kỳ ý kiến gì với Hổ gia và Chu Dương, chỉ đơn thuần là sợ hãi. Sợ Chu Dương đánh hắn. Nhưng Lang gia thì khác, từ trước đến nay Lang gia khá khách sáo với hắn, vậy nên hắn mới quyết định nhắm vào Lang gia. Nếu Lang gia mặc kệ hắn sẽ dùng cách uy hát yêu ta đe dọa. Đương nhiên, cách này chỉ có thể đối phó với kẻ ngu ngốc. Nếu như Lang gia là một kẻ ngốc, thì lúc này rất có thể sẽ quay lại, đứng chắn trước mặt hắn một lần nữa. Nhưng thật đáng tiếc, Lang gia đâu phải kẻ đần độn. Lang gia dừng bước, xoay người lại. Cậu nói gì? Lang gia hỏi. Nếu hôm nay ông không giúp tôi cản họ lại, tôi sẽ giết cả nhà ông, Hoa Thần Vũ tiếp tục đe dọa. Lang gia cười, cười rất vui vẻ. Mấy người hổ gia dám đánh cậu, cậu lại đối với họ tốt như vậy, kêu cha gọi mẹ. Ông đây chẳng qua chỉ khách sáo với cậu chút, cậu lại đối xử với tôi thế này sao? Cậu đang ép tôi đánh cậu mấy bạt tai đấy hả? Vẻ mặt Lang gia hài hước nói với Hoa Thần Vũ. Trước nay ông ta dường như chưa từng phát hiện hóa ra đại thiếu gia của Hoa gia lại ngu xuẩn đến thế. Thật sự không có chút IQ nào sao? Ông ta đi đến, tát Hoa Thần Vũ một cái, còn định giết cả nhà tôi ư? Hoa Thần Vũ sững sờ, ôm mặt không dám tin. Đến cả Lang gia cũng đánh mình sao? Ông dám đánh tôi, hắn hỏi.
Cảnh tượng này y hệt lúc Chu Dương đánh hắn. Tất nhiên, kết quả cũng không khác. Lang gia không chỉ tát hắn vài cái, thậm chí còn đá hắn ta ngã phịch xuống đất. Ông đây đánh đấy thì sao? Cậu lại dám giết cả nhà tôi? Có tin tôi lấy mạng chó của cậu ngay bây giờ luôn không? Lang gia hung ác nói. Câu nói sau cùng khiến hoa thần vũ cây S.E.O. ta sợ. Trước giờ hắn chưa từng chịu uất ức lớn đến vậy, cuối cùng không nhịn được khóc nấc lên. Hôm nay hắn thật thê thảm, bị đánh đến bầm dập cả người. Tôi sai rồi Lang gia, ông tha cho tôi đi, tôi sẽ không báo thù ông nữa đâu, hoa thần vũ vừa khóc vừa nói. Làm vậy từ sớm có phải xong chuyện rồi không? Còn phải để người ta đánh một trận mới nói được câu tử tế. Cậu thích ép người khác ra tay với mình hay sao hả? Lang gia hăng hái nói, cái khác không kể, chỉ riêng cảm giác có thể đánh loại cậu ấm cô chiêu này đã rất sảng o á yêu ta rồi. Sau khi hung ác đá vào hai chân của hoa thần vũ, Lang gia lại tiếp tục đe dọa, nếu còn dám nhằm vào tôi sẽ giết chết cậu bằng mọi giá. Theo tính cách của hoa thần vũ, sau khi nghe được câu này chắc chắn hắn không dám động đến Lang gia nữa. Bởi vì hắn thực sự là một kẻ mềm nắn rắn buông, hắn chỉ dám bắt nạt mấy kẻ yếu đuối, nếu có ai hắn không thể ức hát yêu ta, hắn sẽ đối đãi với đối phương như ông nội. Lang gia rời đi, chỉ còn lại một mình hoa thần vũ đối diện với Chu Dương và Hổ gia. Hổ gia, Chu tiên sinh, hai người còn định đánh tôi đến khi nào? Hoa thần vũ yếu ớt hỏi. Đánh đến bao giờ thì phải tự hỏi bản thân cậu, Chu Dương thản nhiên ngồi xuống ghế sofa, lạnh lùng nói. Hỏi tôi, hoa thần vũ chỉ vào mũi mình, tôi nói sẽ có tác dụng sao? Muốn tôi nói, vậy thì bây giờ đánh cũng khá nhiều rồi, đừng đánh nữa. Vậy thì không được, Chu Dương khẽ lắc đầu. Hoa thần vũ suýt ói máu. Tự tôi nói không tính vậy anh để tôi nói làm cái khỉ gì. Nhưng câu này hắn không dám nói ra, vô cùng đáng thương hỏi, vậy rốt cuộc phải làm sao, anh mới không đánh tôi nữa. Đương nhiên là giải quyết vấn đề, mục đích không phải là đánh cậu, chúng tôi đến là để giải quyết mọi chuyện, Chu Dương nói tiếp. Anh phát hiện hoa thần vũ này đúng là một kẻ kỳ lạ hiếm gặp, từ lúc bọn họ bước vào biệt thự đến giờ, hoa thần vũ chưa từng hỏi họ đến đây làm gì. Đương nhiên, đây là do anh không hiểu nổi thế giới quan của hoa thần vũ, mới cảm thấy hắn ta là người kỳ lạ hiếm gặp. Đối với hoa thần vũ mà nói, chuyện vì sao mấy người Chu Dương đến đây không hề quan trọng. Bất kể là đến vì cái gì, mau biến ra ngoài là hết chuyện. Hắn cũng thật sự muốn làm như thế, nên mới gọi Lang gia đến. Chỉ có điều, Lang gia không phải đối thủ của mấy người Chu Dương, ông ta cũng đã chuồn mất rồi. Nhưng đến giờ hoa thần vũ vẫn cảm thấy mục đích mấy người Chu Dương đến đây là gì không quan trọng, bởi vì hắn đã thua. Thua rồi thì phải làm gì? Quỳ xuống xin lỗi, nhận sai, đền tiền, bồi thường. Chỉ cần khiến đối phương vui vẻ, hắn sẽ làm hết. Đây là thế giới quan của hắn, chê y thế giới vốn dĩ không có đúng sai, chỉ có kẻ mạnh kẻ yếu. Chỉ cần bạn đủ mạnh, thì cho dù bạn làm những chuyện tồi tệ mà tất cả mọi người chê y thế gian này có thể tưởng tượng ra, trong mắt kẻ khác bạn vẫn là hóa thân của chính nghĩa. Vì vậy căn nguyên vấn đề không quan trọng, quan trọng ai là người thắng. Chính vì thế mà từ đầu đến cuối hắn chẳng thèm quan tâm mấy người Chu Dương đến đây vì điều gì. Bây giờ nghe thấy câu hỏi của Chu Dương, hắn sững sờ đần mặt ra. Giải quyết chuyện gì, mấy người cần tiền à, hoa thần vũ mơ hồ hỏi. Chê y chán Chu Dương xuất hiện vài vạch đen. Trước nay anh chưa từng gặp một kẻ kỳ lạ hiếm có thế này. Chúng tôi không cần tiền, Chu Dương hung dữ nói. Ngay cả bản thân đã làm ra chuyện gì cậu cũng không nhớ sao. A Sung, nói cho hắn biết, Chu Dương nói với A Sung ở bên cạnh. A Sung đứng dậy, 3 năm trước, anh đưa một cô gái đến phòng vệ sinh nam ở khách sạn Huy Hoàng. A Sung nói, cô gái nào, ngày nào tôi cũng dẫn gái đến nhà vệ sinh nam, cậu đang nói đến cô nào, hoa thần vũ hỏi. Khi nói câu này, hắn còn bày ra vẻ mặt hết sức vô tội. Như thể những lời đó chỉ là chuyện nhỏ không đáng nhắc tới. Nhưng lời này vào tai Chu Dương và Hổ gia, chẳng khác nào hành vi của cầm thú. Thật quá đáng. Tên khốn này ỷ vào thân phận của mình không biết đã làm hại bao nhiêu cô gái rồi. Xưa nay, hắn vẫn sống vui sống khỏe,
liệu thế gian này có còn công lý nữa hay không? Anh tài xế nghe vậy, vẻ mặt cũng hết sức tuyệt vọng. Làm hại cháu gái của anh tài xế, gần như phá hủy cả một gia đình, nhưng chuyện này đối với Hoa Thần Vũ lại chỉ là chút chuyện vặt vãnh hàng ngày. Loại súc vật này, có tư cách tồn tại chê y đời hay sao? Chu Dương nghĩ chuyện này chẳng cần giải thích gì hết, nhìn bộ dạng của Hoa Thần Vũ, e rằng dù đưa cháu gái của anh tài xế đến trước mặt, hắn cũng không nhận ra cô gái này đã từng bị hắn làm nhục. Suy cho cùng hắn đã làm hại quá nhiều cô gái, không phải ai cũng nhớ được. Vì vậy giải thích để làm gì, cứ thẳng tay đánh chết là xong. Nhưng đúng lúc này, ông Tổ Hoa gia lại đến. Chương 951, thiện ác đối lập. Ngay khi Chu Dương không thể nhẫn nhịn được nữa, muốn đánh chết Hoa Thần Vũ thì ông Tổ Hoa gia kịp thời xuất hiện. Lão gia đến thật đúng lúc. Chu Dương nheo mắt nói. Thật lòng mà nói, thời điểm ông cụ này đến quá trùng hợp, vừa lúc Hoa Thần Vũ sắp rơi vào đường cùng thì ông ta liền đến. Chu Dương nghi ngờ ông Tổ Hoa gia theo dõi đứa cháu này. Nếu đúng là vậy, thì ông Tổ Hoa gia này cũng không phải người tốt lành gì. Bởi vì điều này có nghĩa là, ông Tổ Hoa gia biết tất cả những chuyện cháu trai mình đã làm, bất kể Hoa Thần Vũ làm gì, gặp chuyện gì, ông ta đều biết rõ. Cho nên, khi Hoa Thần Vũ rơi vào bước đường cùng, ông ta liền xuất hiện, vì ông ta biết cháu mình đang gặp nguy hiểm. Vậy thì, lúc Hoa Thần Vũ làm mấy chuyện xấu xa, chắc là ông ta cũng biết, chỉ có điều, ông ta lựa chọn không ra mặt. Mọi chuyện dần trở nên thú vị hơn rồi. Ông Tổ Hoa gia có lẽ đã ngoài 80, nhưng vẫn mang dáng vẻ khí thế bức người, bước đi mạnh mẽ có lực, có thể nói gừng càng già càng cay. Vừa bước vào cửa biệt thự, ông ta đã lớn tiếng nói, Vũ Nhi, xảy ra chuyện gì vậy? Cửa lớn sao lại bị hỏng vậy? Hỏng rồi cũng không biết tìm người đến sửa. Nhưng nghe những lời này thì có vẻ như ông Tổ Hoa gia không hề biết Hoa Thần Vũ đang gặp nguy hiểm, ông ta xuất hiện ở đây chỉ là ngẫu nhiên mà thôi. Vì vậy ông ta cũng không rõ vì sao cửa lớn biệt thự của Hoa Thần Vũ bị hỏng. Nhưng thật sự là thế sao? Ông Tổ Hoa gia đi đến đại sảnh, ánh mắt sắc bén như chim ưng nhanh chóng đảo một vòng, lướt qua mấy người Chu Dương. Ông ơi, ông đến rồi. Nếu ông không đến, có lẽ sẽ không thấy được đứa cháu này nữa đâu. Hoa Thần Vũ nhanh chóng chạy đến ôm lấy ông Tổ Hoa gia. Trong mắt ông Tổ Hoa gia thoáng qua chút cương triều, xoa đầu Hoa Thần Vũ nói, cháu ngoan, sao ông lại không được nhìn thấy cháu nữa chứ? Có phải cháu có chuyện gì không? Ông ta thấy rõ vết thương chê y người Hoa Thần Vũ, sắc mặt liền trở nên u ám. Ông ta ngẩng đầu, nhìn mấy người Chu Dương, mấy người là ai? Là mấy người làm tổn thương cháu tôi đúng không? Ánh mắt ông ta sắc bén, mang theo áp lực vô hình, cho dù là tông sư võ giả như Hổ Gia sau khi tiếp xúc với ánh mắt này cũng cảm thấy lồng ngực như bị cả một ngọn núi đè ép, vô cùng khó thở, huống chi là người thường như tài xế và A Sung. Ông Tổ Hoa gia này, chắc chắn là một người có thực lực mạnh mẽ. Hơn nữa, không chỉ có áp chế bằng sức mạnh, hai bên vừa đối mặt, bầu không khí đã tóe ra tia lửa mãnh liệt. Hiệp đầu tiên này, thực ra chỉ là so khí thế mà thôi. Rõ ràng, lần này ông Tổ Hoa gia là người thắng. Đúng như lời đồn đại bên ngoài, ông Tổ Hoa gia là biểu tượng của chính nghĩa, ông ta chỉ cần đứng yên ở đây cũng đã phát ra vầng sáng chính nghĩa mạnh mẽ. Hổ gia yếu ớt như vậy là do hào quang của ông Tổ Hoa gia quá mạnh mẽ, không hề liên quan đến thực lực, chê y người ông ta tỏa ra hào quang tự tin vô cùng mãnh liệt, khiến người khác không thể nhìn thẳng, cũng không dám đối đầu với ông ta. Dưới tình huống đó, khi nghe ông Tổ Hoa gia chất vấn, Hổ gia bỗng chốc không biết nên trả lời ra sao. Đây là một tín hiệu hết sức nguy hiểm. Nếu ngay cả dũng khí nói chuyện trước mặt người khác bạn cũng không có, vậy đừng nhắc đến chuyện đọ sức với đối phương. Lúc này, Chu Dương lên tiếng, giọng điệu không mạnh mẽ như ông Tổ Hoa gia, thậm chí có hơi lãnh đạm, không tự tin cũng không kiêu ngạo. Khí thế của ông Tổ Hoa gia như núi cao biển lớn, tựa như cầu vồng rực rỡ, còn khí thế của Chu Dương như một núi băng, dường như chỉ lộ ra một chút dấu vết chê y bề mặt. Nhưng thực tế, chìm sâu dưới mặt nước biển mới là bề mặt khổng lồ to lớn của ngọn núi băng ấy, đó chính là sự kiêu ngạo và tự tin tuyệt đối của Chu Dương. Dù sóng biển có cuộn trào mãnh liệt đến đâu, núi băng như anh sẽ luôn trụ vững. Hoa tiền bối, Chu Dương bình tĩnh hành lễ.
sau đó nói, không ngờ lại quấy rầy đến ông, tôi thừa nhận trước một chuyện, cháu trai của ông đúng là bị tôi đánh thành thế này. Giọng điệu Chu Dương hết sức bình tĩnh, còn có vài phần lễ độ. Nhưng nếu nghe kỹ lời anh nói, mới biết thái độ của anh cứng rắn đến mức nào, có thể nói là kiêu ngạo. Tôi thừa nhận, cháu của ông đúng là bị tôi đánh thành thế này. Đây chính là khiêu khích. Ông Tổ Hoa ra sửng sốt một hồi, hiển nhiên không ngờ, dưới khí thế mạnh mẽ của mình vẫn có một kẻ ngoan cường tồn tại. Ồ, cậu là ai? Ông Tổ Hoa ra tò mò hỏi. Tôi chỉ là một người dân bình thường thôi. Sao nào, lẽ nào ông Tổ Hoa ra đường đường là thần hộ mệnh của Đông Hải, trước khi làm gì cũng phải suy xét thân phận của đối phương sao? Chu Dương cười giễu cợt, muốn nói gì thì nói, muốn làm gì thì làm, có nhất thiết phải thăm dò thân phận của tôi không? Đổi khách thành chủ. Một lời này của Chu Dương, coi như là xoay chuyển tình thế, nắm lấy thế chủ động. Ông Tổ Hoa ra bỗng chốc rơi vào thế bị động. Thú vị, thú vị. Lâu lắm rồi mới thấy một thanh niên thú vị như cậu, ông Tổ Hoa ra lớn tiếng cười nói. Bất chợt, sắc mặt ông ta trở nên lạnh lùng, sau đó hung dữ nhìn Chu Dương, nhóc con, đừng dở mấy trò vặt vãnh trước mặt tôi. Nói cho cậu hay, tôi hiểu nhiều đạo lý hơn cậu, ông Tổ của Hoa ra tôi là hiện thân của chính nghĩa, chê y thế giới này, không có bất cứ việc gì có thể ảnh hưởng đến nguyên tắc của tôi, cho dù cậu có thân phận gì cũng vậy. Tôi hỏi cậu là ai, chỉ đơn giản là hiếu kỳ mà thôi, không liên quan gì đến chuyện này. Không cần cậu bảo tôi phải làm thế nào. Ông Tổ Hoa ra hung ác nói, khí thế càng mạnh thêm mấy phần. Nhưng Chu Dương vẫn bình tĩnh như cũ, vậy thì tốt. Không biết Hoa tiền bối lần này đến đây, là có chuyện gì? Đây là nhà của tôi, đây là biệt thự của cháu trai tôi, đương nhiên là tôi muốn đến thì đến. Ông Tổ Hoa ra trừng mắt. Nhưng các người, xuất hiện ở đây, chưa có sự cho phép của cháu tôi, cửa cũng là do các người làm hỏng đúng chứ? Phá hoại tài sản nhà tôi, còn làm cháu tôi bị thương, các người chuẩn bị sẵn sàng để trả một cái giá tương ứng chưa? Trong lúc nói chuyện, toàn bộ khí thế chê y người ông Tổ Hoa ra bộc phát ra ngoài. Ban đầu, hai bên chỉ so bì khí thế mà thôi, nhưng lúc này, ông Tổ Hoa ra hiển nhiên đã chuẩn bị ra tay. Vì vậy mới bộc lộ toàn bộ khí thế của mình, nhắm vào đám người Chu Dương. Chương 952, Bán Hoàng. Cảm nhận được khí thế của ông Tổ Hoa gia, Hổ gia suýt nữa đã ngất xỉu. Hoàng đế võ giả. Đây là ý nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu Hổ gia. Vì khí thế này quả thật quá mạnh, tông sư võ giả hoàn toàn không có được khí thế như vậy. Hơi thở này rõ ràng hơn hẳn tông sư võ giả. Nói cách khác, thực lực ông Tổ Hoa gia cao hơn tông sư võ giả, chỉ có thể là hoàng đế võ giả. Hổ gia chợt cảm thấy chua xót, ông không ngờ ông Tổ Hoa gia lại lớn mạnh đến vậy. Ở thành phố Đông Hải nhỏ bé này mà cũng ẩn giấu một vị đại thần như thế, quả nhiên không hổ là thần bảo vệ. Bây giờ dù tôi giết các cậu thì chắc các cậu cũng không oán trách gì chứ. Ông Tổ Hoa gia thản nhiên nói, các cậu làm sai thì phải trả cái giá tương tự. Trong lòng các cậu đã nảy sinh ra tà ác như vậy thì hãy để chính nghĩa đến diệt trừ đi, có ý kiến gì không? Sau khi thể hiện khí thế của mình, ông Tổ Hoa gia không muốn nói nhiều lời với mấy người Chu Dương nữa. Nguyên nhân rất đơn giản, thực lực của ông ta cũng đủ để xóa sổ hết mọi thứ. Suy cho cùng, ai đúng ai sai đã không còn quan trọng nữa. Ông ta chỉ cần xóa bỏ toàn bộ những gì cản trở mình là xong chuyện. Tôi lại cảm thấy không đúng, lúc này Chu Dương lại lên tiếng. Vẫn là dáng vẻ bình tĩnh đó. Ông Tổ Hoa ra kinh ngạc, thế mà lại có người giữ được bình tĩnh và thản nhiên trước khí thế của ông ta. Chuyện này sao có thể? Lẽ nào người thanh niên trước mặt ông ta cũng là hoàng đế võ giả? Không, không, tuyệt đối không có chuyện này. Hoàng đế võ giả của cả Hoa Hạ này đều có họ tên, có thể đếm được trên y đầu ngón tay. Có thể nói ông ta đều quen biết những người đó. Nhưng ông ta chưa thấy một hoàng đế võ giả trẻ như vậy bao giờ. Nếu chê y thế giới này tồn tại một hoàng đế võ giả trẻ như vậy thì có lẽ cả giới võ thuật cổ truyền đều bị xáo trộn lên rồi. Thế nên ông ta lập tức bác bỏ nghi ngờ trong lòng, mặc dù không hiểu tại sao Chu Dương có thể không bị ảnh hưởng bởi khí thế của ông ta, nhưng ông ta chắc chắn Chu Dương không phải là hoàng đế võ giả. Cậu có vấn đề gì sao?
có gì không đúng, vẻ mặt ông Tổ Hoa ra u ám vừa hỏi vừa chậm rãi đến gần Chu Dương. Chỉ cần Chu Dương nói, ông ta sẽ tát thẳng vào mặt anh. Rất đơn giản, ông nói ông muốn tiêu diệt chúng tôi là vì chúng tôi làm hại đến cháu trai của ông, phá hoại tài sản của ông. Chu Dương bình thản nói, anh vừa nói xong câu này, đột nhiên ông Tổ Hoa ra giơ tay lên tát anh. Cái tát này mang theo uy lực hơn hẳn tông sư võ giả, dù có là một viên cẩm thạch cũng bị đánh cho vỡ nát thành từng mảnh. Nhưng Chu Dương lại như không hề hấn gì, anh túm lấy tay ông ta, ngăn cái tát này lại. Sau đó anh vẫn chậm rãi nói tiếp trước ánh mắt kinh ngạc của ông Tổ Hoa ra. Ông nói vì chúng tôi làm sai trước nên chúng tôi là kẻ ác, mà ông đại diện cho chính nghĩa. Nhưng ông lại không muốn tìm hiểu nguyên nhân vì sao chúng tôi làm hại đến cháu trai của ông. Là chúng tôi vô duyên vô cớ làm vậy sao? Lúc trước cháu của ông có từng làm chuyện gì sai không? Có phải hắn đại diện cho cái ác, còn chúng tôi là chính nghĩa nên mới xảy ra chuyện như hiện giờ? Chu Dương lười biếng hỏi. Nhưng ông Tổ Hoa gia đã không còn nghe lọt những gì anh nói nữa rồi. Rất đơn giản, vì rốt cuộc Chu Dương đang nói đến chuyện gì đã không còn quan trọng nữa. Quan trọng là Chu Dương lại mạnh hơn ông ta. Hơn nữa không chỉ mạnh hơn một chút. Vừa rồi ông ta đã dồn hết sức lực vào cái tát đó, hơn nữa lại là đánh lén, thế mà Chu Dương lại có thể dễ dàng tránh được. Điều này khiến ông Tổ Hoa ra hơi hoảng hốt. Đây là lần đầu tiên ông ta gặp một đối thủ như vậy. Thế nên lúc nhìn gương mặt bình tĩnh của Chu Dương, ông ta bắt đầu hoảng sợ. Khí thế chê y người cũng yếu dần đi. Tôi, ông ta lắp bắp muốn giải thích gì đó nhưng đối mặt với Chu Dương, ông ta không biết nên nói gì. Ông không hỏi đúng sai, không hỏi chuyện gì đã xảy ra mà đã thẳng thừng cho rằng chúng tôi là kẻ ác, còn ông lại đứng về phe chính nghĩa. Thế là có ý gì? Chính và tà, chỉ một câu của ông mà có thể tùy tiện quyết định vậy sao? Chu Dương lạnh lùng hỏi, hay là dựa vào thực lực ai mạnh hơn để quyết định chính nghĩa và tà ác? Lúc Chu Dương nói, khí thế hoàng đế võ giả chê y người bộc phát hoàn toàn. Ngay lập tức, khí thế uy nghiêm hừng hực bao trùm lên cả đại sảnh. Khí thế của ông Tổ Hoa ra quả thật giống như tôm tép khi đối diện với khí thế này của Chu Dương. Như ngôi sao dám so bì với mặt trăng sáng rực. Chu Dương nhướng mày, từ chê y cao lạnh lùng nhìn ông Tổ Hoa ra, đây là chính nghĩa mà ông nói sao? Ông Tổ Hoa ra hoàn toàn không thốt nên lời. Vì ông ta hiểu rõ mình đã thua, hoàn toàn thua trước Chu Dương. So về thực lực, ông ta không phải là đối thủ của Chu Dương. Điều này khiến ông ta cảm thấy tuyệt vọng, đồng thời cũng cảm thấy kinh hãi. Sao có thể có một hoàng đế võ giả trẻ tuổi như vậy tồn tại chê y thế giới này chứ? Hơn nữa ông ta còn chưa từng nghe nói đến. Tôi thua rồi, ông Tổ Hoa ra tâm phục khẩu phục nói. Hổ gia cũng ngạc nhiên nhìn Chu Dương. Chỉ khi tự mình cảm nhận được khí thế của Chu Dương, ông mới có thể chân thực cảm nhận được sức mạnh của anh. Quả thật khó thăm dò như vũ trụ bao lao. Thậm chí Hổ gia không thể phản kháng gì được khi đối mặt với sức mạnh này. Nếu bây giờ ông đứng trước mặt Chu Dương, có lẽ ông không cần ra tay đã nhận thua luôn rồi. Ông Tổ Hoa gia lựa chọn từ bỏ như vậy cũng rất giống ông, trầm mặc một lúc, ông Tổ Hoa gia quỳ xuống đối diện Chu Dương. Tôi sai rồi tiên sư. Xin tiên sư đại nhân rộng lòng tha thứ cho tôi. Tiên sư, lần này đến lượt Chu Dương sửng sốt. Anh không hiểu tại sao ông Tổ Hoa gia lại gọi anh như vậy. Lẽ nào cậu không phải là tiên sư sao? Ông Tổ Hoa gia sững sờ. Ông ta vốn là hoàng đế võ giả, người có thể trấn áp được hoàng đế võ giả chắc chắn là tiên sư. Tại sao Chu Dương lại ngơ ngác vậy? Chu Dương nghe hiểu ông Tổ Hoa gia đang nói gì. Thì ra chê y cảnh giới hoàng đế võ giả thì được gọi là tiên sư. Điều này Chu Dương không hề biết. Nhưng Chu Dương biết rất rõ anh không phải là tiên sư gì kia, anh chỉ là một hoàng đế võ giả. Về phần nguyên nhân thì quá đơn giản, anh có trái tim hoàng đế, không liên quan đến tiên sư gì đó. Còn tại sao anh có thể đánh được ông Tổ Hoa gia, điều này bản thân ông Tổ Hoa gia cũng không rõ, ông ta cứ nghĩ Chu Dương chỉ đơn giản đột phá cảnh giới. Nhưng Chu Dương lại vô cùng rõ ràng. Ông Tổ Hoa gia hoàn toàn không phải hoàng đế võ giả. Vì anh không cảm nhận được trái tim hoàng đế chê y người đối phương.
Trái tim hoàng đế thể hiện sự kiêu hãnh và tự tin tuyệt đối, đó là hai thứ khác hẳn với thực lực mà ông tổ Hoa gia lại không có hai thứ này. Ông ta chỉ có thể được xem là bán hoàng thôi. Chương 953, bản tính của đạo lý. Bán hoàng cũng là thể nói là hoàng đế. Chu Dương là một hoàng đế võ giả, tất nhiên anh biết mấu chốt để trở thành hoàng đế võ giả. Trái tim hoàng đế. Thực lực của một số người đã đạt đến cảnh giới tông sư võ giả từ lâu, thậm chí gần đạt đến cấp bậc hoàng đế võ giả. Nhưng kiểu người cả đời cũng không đạt được cảnh giới hoàng đế võ giả cũng nhiều vô số. Là vì bọn họ vẫn chưa có trái tim hoàng đế. Có thể nói trái tim hoàng đế ở mức độ rất lớn là thiên bẩm. Chẳng hạn như thử thách mà Chu Dương đã trải qua tưởng chừng như đơn giản, tưởng chừng như cuối cùng anh cũng nhìn thấu được ảo ảnh kia, thế nên anh đã quay trở về được thực tại. Nhưng nếu đổi một người khác bước vào trong ảo ảnh đó, có khả năng người đó sẽ không thể thoát ra được. Nói cách khác, dù mỗi người đều có cơ hội được thử thách, nhưng trong 1 triệu người không chắc có một người có thể qua được thử thách. Những kẻ hám lợi sẽ không bao giờ nghĩ đến việc ra khỏi ảo ảnh đó vì ước mơ lớn nhất của bọn họ là thành công, có được mọi thứ. Mà ảo ảnh đó đáp ứng đầy đủ yêu cầu này của họ. Trong lòng của những người này không hề kiên định, sau khi có được thành công như họ mong muốn, thì điều họ khao khát hơn là ăn chơi thỏa thích, hoàn toàn không nghĩ đến rốt cuộc đã sai ở đâu. Đây là đa số người bình thường, mà số người này chiếm đến 99%. 1% còn lại có thể trong lòng họ vô cùng kiên định nhưng đồng thời cũng rất trọng tình nghĩa. Những người này cũng rất khó rời khỏi ảo ảnh. Đến giờ Chu Dương vẫn còn nhớ lúc đầu ở trong ảo ảnh, xung quanh anh đều là những người anh yêu thương, để tâm nhất. Trong hoàn cảnh không phân biệt rõ thực tế và ảo giác, nếu bản thân không muốn nghe theo trái tim thì có thể sẽ làm hại đến người mà mình yêu thương. Ở cấp bậc này, rất nhiều người sẽ chọn từ bỏ vì bọn họ trọng tình nghĩa, rất dễ làm tổn thương đến những người bên cạnh mình. Những người này có thể gọi là anh hùng. Nhưng anh hùng khó qua ải mỹ nhân, người đẹp ở đây không nhất thiết ám chỉ người đẹp thực sự, nó là một phần tình nghĩa mà trong lòng bạn trân trọng nhất. Còn những người chân chính có được trái tim hoàng đế mới có thể phân biệt rõ đâu là đúng đâu là sai. Bọn họ có sự tự tin và mạnh mẽ hơn ai hết. Họ tin bản thân dù có làm theo tâm nguyện ban đầu cũng tuyệt đối có thể bảo vệ được người bên cạnh mình. Trái lại, nếu mất đi tâm nguyện ban đầu, vậy mới là tổn thương lớn nhất với người bên cạnh mình. Mục tiêu của họ quá rõ ràng, bất kể trong ảo ảnh có xuất hiện tình huống gì thì họ sẽ không bị tác động. Những người như vậy mới có thể thoát khỏi ảo ảnh trong thời gian ngắn. Những người có sức mạnh ý chí và sự tự tin này phải nói là cực kỳ ít, 1 phần triệu. Hiển nhiên Chu Dương nằm trong 1 phần triệu đó, anh đột phá ảo ảnh trong thời gian cực ngắn và có được trái tim hoàng đế. Nhưng thực tế, tính cách của anh là như vậy. Dù không có lần thử thách này, khả năng anh có được trái tim hoàng đế thông qua tu luyện cũng lớn hơn người khác vô số lần. Cái này cũng có thể gọi là thiên phú, hiển nhiên tu luyện trở thành hoàng đế võ giả cũng cần có thiên phú. Đối với người bình thường, dù có cố gắng cả đời thật ra cũng đã được số phận định đoạt cả rồi. Người đó sẽ không bao giờ trở thành hoàng đế võ giả. Còn bán hoàng như ông tổ Hoa gia lại nằm ở phần cuối của đa số những người có thiên phú nhất định. Tài năng tu luyện của họ rất mạnh, sau khi gần đạt tới cảnh giới hoàng đế võ giả, họ vẫn có thể tiếp tục đột phá. Thậm chí đến cuối cùng, chân khí trong cơ thể sẽ thay đổi, thoát khỏi cảnh giới tông sư võ giả và sở hữu những đặc trưng của hoàng đế võ giả. Trông có vẻ như họ đã trở thành hoàng đế võ giả. Nhưng thực ra chỉ là bề ngoài mà thôi. Hoàng đế võ giả không có trái tim hoàng đế, mặc dù khí thế mạnh mẽ, nhưng họ không có sự tôn sùng của hoàng đế võ giả chân chính, như vậy chẳng khác gì hàng giả mạo, quân tạp nham. Chỉ cần có trái tim hoàng đế mới có thể được xem là có huyết thống chính thống. Bán hoàng và hoàng đế võ giả vẫn có cách biệt rất lớn. Vì bán hoàng không có trái tim hoàng đế, chân khí của họ xuất hiện đặc trưng của hoàng đế đã là cực hạn rồi. Bán hoàng đã không thể đột phá tiếp nữa, nhưng hoàng đế võ giả không giống vậy, đây chỉ là cảnh giới bình thường, Chu Dương vẫn có thể tiếp tục tu luyện, năng lực ngày càng được nâng cao. Tất nhiên ông tổ Hoa gia không hề biết những chuyện này. Ông ta vẫn chỉ nghĩ Chu Dương là tiên sư. Ông ta tin chắc mình là hoàng đế võ giả, vì ông gia biết rõ chân khí trong cơ thể mình khác hẳn với tông sư võ giả.
Thế nên ông ta mới được người dân thành phố Đông Hải xem là thần hộ mệnh, là vì lúc chân khí của ông ta bộc phát sẽ có khí thế như hoàng đế, tràn đầy tự tin và mạnh mẽ, trông giống như đại diện cho chính nghĩa. Nhưng khi chân khí hoàng đế võ giả chân chính này của Chu Dương bộc phát thì cái danh hoàng đế võ giả hờ của ông ta ngay lập tức trở thành một tên hề nhảy nhót. Lúc này ông Tổ Hoa gia không có trái tim hoàng đế cũng không chút gánh nặng nào, đang quỳ xuống trước mặt Chu Dương. Ông ta không cảm thấy có gì không ổn. Ông ta nghĩ nếu mình đánh không lại thì nên nhận thua, đây là chuyện bình thường. Nhìn thấy cảnh tượng này, Chu Dương cũng hơi thất vọng lắc đầu. Anh còn nghĩ ông Tổ Hoa gia được gọi là thần hộ mệnh của thành phố Đông Hải là một nhân vật lớn nào, nhưng bây giờ xem ra chỉ do Chu Dương đã nghĩ nhiều. Có điều, anh không hiểu sao một kẻ hèn nhát như ông Tổ Hoa gia lại trở thành thần hộ mệnh. Tôi không biết tại sao ông lại trở thành thần hộ mệnh ở Đông Hải, nhưng ông đã từng có những đóng góp cho Đông Hải, đây là sự thật. Nghĩ một lát, Chu Dương nói, tôi có thể cho ông một cơ hội nói cho mọi người biết tội ác của cháu trai ông. Sau đó ăn năn hối lỗi, từ nay tước đoạt hết mọi hào quang cả nhà các ông. Ông có ý kiến gì không? Chu Dương bình thản nói. Đây cũng là kết quả sau khi anh đã cân nhắc kỹ lưỡng. Ông Tổ Hoa gia có thể hơi ích kỷ, hoặc có thể nói ông ta quá nuông chiều cháu của mình. Nhưng không thể phủ nhận ông ta đã từng cứu cả thành phố Đông Hải. Công lao của ông ta rất lớn, ngay cả Chu Dương cũng phải ngưỡng mộ ông ta. Thế nên trong mắt Chu Dương, dù ông Tổ Hoa gia có xấu xa đến thế nào thì ông ta cũng xứng đáng có cơ hội được tha thứ. Cũng giống với việc anh phát cho ông ta một thẻ bài miễn chết. Đây là cách nhận nhìn một của Chu Dương giống như một người dân Đông Hải đối với ông Tổ Hoa gia. Dĩ nhiên có thể tránh được tội chết, cũng có thể không truy cứu tội, nhưng đã làm ra chuyện như vậy mà nếu vẫn để ông ta tiếp tục hưởng thụ cái hào quang thần hộ mệnh Đông Hải thì không thích hợp lắm. Vì thế anh quyết định bảo ông Tổ Hoa gia nói cho mọi người biết tội ác của Hoa Thần Vũ, sau đó tạ lỗi. Làm xong việc này, cái danh hào quang của cả nhà bọn họ tự nhiên cũng biến mất. Chương 954, lòng người khó đoán. Chu Dương nghĩ, để tất cả mọi người đều biết toàn bộ tội ác mà Hoa Thần Vũ gây ra bao năm qua, cũng coi như là sự trừng phạt đối với hắn. Đồng thời, khiến hắn phải xin lỗi từng người một để nhận được sự tha thứ của các nạn nhân, cũng coi như một câu trả lời cho anh tài xế. Dù sao mọi chuyện đều đã xảy ra, những vết thương mà nạn nhân phải gánh chịu sẽ không bao giờ hồi phục lại được. Điều tốt nhất có thể làm lúc này đó chính là để Hoa Thần Vũ tiến hành bồi thường cho nạn nhân, cầu xin sự tha thứ của bọn họ. Trong khoảng thời gian này có thể một số người sẽ nói rằng, nhỡ đâu nạn nhân không chấp nhận bồi thường và lời xin lỗi thì sao? Đúng vậy, đây chính là một vấn đề rất phức tạp. Nếu vì vết thương này mà khiến bản thân nạn nhân cảm thấy rằng cuộc sống còn tồi tệ hơn cả cái chết, vậy thì dù cho bồi thường như thế nào cũng không thể bù đắp được tổn thương tâm hồn của bọn họ. Có thể việc bồi thường không còn quan trọng với nạn nhân, điều mà bọn họ muốn đó chính là Hoa Thần Vũ phải chết. Chỉ có như vậy mới khiến cho tâm hồn bị vỡ vụn của nạn nhân mới được hồi phục một chút. Hiện tượng tâm lý này là điều hết sức bình thường, hơn nữa, cũng không ai có thể nói rằng loại tâm lý này có gì đó không ổn. Đó chỉ là một phân tích từ hiện tượng kinh tế học. Sự mất mát của nạn nhân đã xảy ra, vào lúc này chúng ta phải làm mọi cách để ngăn chặn sự mất mát đó và mang lại lợi ích cho họ, bồi thường chính là một lựa chọn tốt nhất. Dù sao nếu để Hoa Thần Vũ chết, thì chuyện đó hoàn toàn không đem lại một chút lợi ích nào. Nhưng cảm xúc là thứ không thể phân tích được dưới góc độ kinh tế học. Lúc này, ngay cả Chu Dương cũng không có cách nào khác. Không ai có quyền thay nạn nhân tha thứ cho Hoa Thần Vũ. Chu Dương chỉ đứng từ góc độ của bản thân mình, anh cho bọn họ một cơ hội bởi vì ông Tổ Hoa gia dù sao cũng là người đã từng cứu Đông Hải. Để bản thân bọn họ tự tuyên bố tội ác của mình với mọi người, sau đó đi tìm nạn nhân để xin sự tha thứ, với Chu Dương chuyện này đến đây là kết thúc. Còn về việc nạn nhân có chấp nhận lời xin lỗi hay không, anh cũng không thể quản được. Dù sao thì năng lực của anh cũng có hạn. Tất nhiên có một người mà anh phải quan tâm đến. Đó chính là cô cháu gái của anh tài xế. Đối tượng đầu tiên Hoa Thần Vũ phải xin lỗi chính là cháu gái của anh tài xế, Chu Dương đã đưa Hoa Thần Vũ đến đó. Khi người nhà của anh tài xế nhìn thấy cảnh này, bọn họ còn cho rằng Hoa Thần Vũ đến đây để gây rối,
sắc mặt của bọn họ đều tràn ngập biểu cảm hèn mọn xin tha. Nhưng khi bọn họ biết Hoa Thần Vũ đến là để xin lỗi, thì sắc mặt của bọn họ lập tức trở nên dữ tợn. Nếu như không bỏ ra tầm 10 triệu tệ thì chuyện này không thể nào kết thúc được. Anh có biết rằng chuyện này đã ảnh hưởng đến gia đình chúng tôi như thế nào không? Đám người thân của nạn nhân lần lượt chỉ trích. Hoa Thần Vũ và Hoa Lão Gia lần đầu tiên gặp phải trường hợp này, khiến bọn họ hơi lúng túng. Chê y thực tế thì việc bồi thường cho họ gần 10 triệu tệ cũng không có gì là quá đáng. Dù sao cũng là do bọn họ đã hại cả cuộc đời của một con người. Nhưng bọn họ thật sự là không có khả năng bồi thường nổi. Một người còn được, nhưng Hoa Thần Vũ đã hại cuộc đời của 70-80 người. Tính ra là 7-800, thậm chí còn lên đến vài tỷ người. Tuy rằng Hoa gia có địa vị cao, nhưng bọn họ cũng không có nhiều tiền đến như vậy. Cho nên bọn họ không muốn bồi thường, nhưng lại không biết nên nói như thế nào. Chu Dương nhìn thấy tình huống này cũng hơi bất lực. Thậm chí anh còn có cảm giác chán ghét những người thân của cô cháu gái này. Mặc dù Chu Dương biết rằng đám người thân này chắc hẳn đã phải chịu đựng rất nhiều vì chuyện này, bởi vì anh đã nghe anh tài xế nói rằng những người thân này khá đáng tin, trước đây họ cũng đã giúp đỡ cô gái rất nhiều chuyện. Nhưng có một điều khiến anh cảm thấy những người này rất quá đáng, chính là lúc đầu bọn họ không biết Hoa Thần Vũ đến xin lỗi, sau khi nhìn thấy Hoa Thần Vũ, bọn họ còn không có ý định truy cứu điều tra chuyện này, thái độ lại vô cùng khép nép hèn mọn. Nhưng ngay sau khi Hoa Thần Vũ chủ động xin lỗi, bọn họ lại bày ra bộ dạng không muốn tha thứ. Cái dáng vẻ này thật khiến người ta buồn nôn. Nhưng dù sao cũng là nạn nhân, Chu Dương cũng không thể nói gì được, anh chỉ nói với tài xế rằng, nếu không thì đợi bọn họ rời đi, sau đó để tự bản thân nạn nhân đưa ra yêu cầu. Anh tài xế gật đầu, anh ta cũng cảm thấy bất lực trước những người thân của mình. Chỉ là sau khi nghe được lời nói của Chu Dương, những người thân đó đột nhiên tức giận. Anh là cái thá gì? Đúng thế, anh là ai, dựa vào cái gì mà muốn can thiệp vào chuyện gia đình chúng tôi? Đúng thế, anh chẳng qua cũng chỉ là con chó chạy vặt của cái tên Hoa Thần Vũ này đúng chứ, anh không nhìn thấy chủ của anh đang đến đây xin lỗi sao? Nếu đã đến đây để xin lỗi vậy thì thái độ cũng phải tốt một chút. Chúng tôi muốn các người làm cái gì thì các người phải làm cái đó, sao lại dám đuổi chúng tôi đi? Đám người thân kia hung dữ nói với Chu Dương. Điều này thực sự đã chọc tức Chu Dương. Đám người này đúng là người bị hại. Nhưng Chu Dương lại không nợ nần bọn họ cái gì. Ngược lại, anh đến đây là để giúp đỡ. Bản thân mình tử tế muốn giúp đỡ họ, nhưng lại bị bọn họ mắng chửi một trận. Lý lẽ quái quỷ gì vậy? Anh lập tức giận dữ, lạnh lùng nói, được thôi, nói tôi là chó chạy vặt phải không? Không là cái thá gì phải không? Vậy thì chuyện của gia đình các người, tôi không thèm quan tâm nữa. Chu Dương lập tức nói với Hoa Thần Vũ và ông Tổ Hoa gia, các người cứ tùy ý giải quyết đi, tôi không ép buộc các người nữa. Hoa Thần Vũ và ông Tổ Hoa gia nghe thấy vậy, ánh mắt lập tức sáng rực hỏi lại, thật sao? Hai người này đúng là kẻ xấu thật sự. Một người là Hoa Thần Vũ, trẻ tuổi, chỉ trong vài năm ngắn ngủi đã làm hại hơn 100 cô gái. Còn ông Tổ Hoa gia, hình tượng bề ngoài thì hiển hách oai phong, thậm chí chỉ trong đầu lúc nào cũng chăm chăm vào danh hiệu thần hộ mệnh của Đông Hải, nhưng lại quá cưng chiều cháu nội để hắn muốn làm gì thì làm. Nói trắng ra, thì đó chính là một sự tồn tại vô cùng ích kỷ. Lúc này bọn họ xuất hiện ở đây hoàn toàn là do sự cưỡng ép của Chu Dương. Nếu không thì bọn họ chắc chắn vẫn tiếp tục ung dung thoải mái hưởng thụ. Xin lỗi, bọn họ hoàn toàn không sai chút nào. Bây giờ nghe thấy Chu Dương nói vậy, bọn họ lập tức trở nên hưng phấn. Nếu Chu Dương không quan tâm đến việc của bọn họ, vậy thì cuộc sống này thật sự quá tốt đẹp. Chu Dương nghiêm nghị gật đầu, tỏ rõ việc bản thân mình không muốn tham gia vào chuyện của bọn họ nữa. Vốn dĩ chuyện này cũng không liên quan gì đến anh. Lý do khiến anh nhúng tay vào cũng vì nể mặt anh tài xế. Bây giờ anh đã làm nhiều thứ cho anh tài xế, đó cũng coi là cố gắng hết mình. Chỉ có thể trách đám người này không biết nắm bắt cơ hội. Anh tài xế cũng không nói nhiều về chuyện này, đương nhiên anh ta cũng biết Chu Dương đã làm rất nhiều chuyện vì anh ta. Chỉ là đám người thân thích kia không biết chuyện gì, cứ tiếp tục mắng chửi như cũ.
nhưng rất nhanh cái người hung hăng mắng chửi nhất trong đám đó lập tức nhận phải một cái tát mạnh. Ông Tổ Hoa ra tức giận tát người kia một cái, sắc mặt hung dữ nói, nhóc con, cậu mắng chửi người khác rất thoải mái phải không? Còn bắt ông đây phải bồi thường 10 triệu tệ, sao không nhìn lại cái khuôn mặt nát bét này của cậu đi, có chỗ nào đáng giá 10 triệu? Ông Tổ Hoa ra khinh thường nói, ra tay rất nặng, cái tát này đã đánh anh ta đến ngu người. Ông, sao ông dám đánh tôi? Không phải là các người tới xin lỗi sao? Anh ta lắp bắp nói, xin lỗi. Xin lỗi ông nội cậu á. Bây giờ ông đây không muốn xin lỗi thì sao nào? Chương 955, thương xót. Ông Tổ Hoa ra hung hăng nhìn chằm chằm vào người kia nói, không phải vừa nãy cậu rất kiêu ngạo sao? Ông đây là thật lòng đến xin lỗi cậu rồi, nhưng các người có ý định chấp nhận lời xin lỗi không? Để người bị hại của các người ra đây nói chuyện là chuyện rất khó khăn sao? Chê y thực tế những lời ông Tổ Hoa ra nói lúc này đã khác rất nhiều so với tính cách trước đó của ông ta. Ông ta bắt đầu giảng giải lý lẽ. Đây là một hành động trong tiềm thức, bởi vì vừa nãy ông ta phải chịu thiệt, trở thành một kẻ yếu thế. Con người một khi trở thành kẻ yếu, hơn nữa còn gặp phải đối phương là người không biết nói lý lẽ đúng sai, vậy thì bọn họ sẽ cảm thấy mình bị chịu thiệt và muốn bào chữa, đây được coi là giảng lý lẽ. Chuyện này cũng là lần đầu tiên ông Tổ Hoa ra gặp phải, bởi vì từ trước đến nay ông ta chưa từng phải chịu thiệt một lần nào. Chỉ có điều hai người bị ông ta hỏi kia lại hoàn toàn sững sờ ngây dại. Bọn họ không ngờ ông Tổ Hoa ra vừa rồi còn bày ra bộ dạng khiêm tốn để xin lỗi bọn họ, chớp mắt liền trở thành một người mạnh mẽ hung hăng với họ. Điều này lập tức khiến họ hoảng sợ, nguyên nhân đơn giản vì bọn họ vẫn có cảm giác sợ hãi khi đối diện với ông Tổ Hoa ra. Hoa, ông Hoa, Hoa thiếu gia, chúng tôi sai rồi, có thể đừng đánh chúng tôi được không? Người kia quỳ xuống dập đầu với ông Tổ Hoa ra. Nhưng ông Tổ Hoa ra hoàn toàn không có ý định muốn buông tha cho anh ta, chính là bởi vì phạm sai lầm nên mới phải trả giá cho việc làm đó. Cậu muốn tôi tha thứ liền được tha thứ, vậy thì việc giảng giải lý lẽ chê y thế giới này còn có ý nghĩa gì chứ? Bởi vì cậu làm sai, cho nên tôi đánh cậu, vậy thì có vấn đề gì sao? Hai người ông Tổ Hoa ra và Hoa Thần Vũ đánh đập người kia một cách thô bạo, sau đó lại liếc nhìn sang những người thân thích khác. Những người thân thích kia lập tức giả bộ bận rộn, hoàn toàn không dám nhìn thẳng ông ta một cái. Các người, hình như vừa rồi các người đều tham gia nhỉ, đừng cho rằng cúi thấp đầu thì tôi không nhìn thấy các người. Cái loại hành động tự lừa dối bản thân nhưng lại không lừa dối được người khác này hoàn toàn không có ý nghĩa gì. Ông Tổ Hoa ra nói tiếp, không cần phải cúi thấp đầu nữa, mau đến xếp hàng trước mặt tôi chịu đòn đi, chịu đòn sớm một chút thì mọi chuyện nhanh kết thúc. Càng chần chừ thì sau đó sẽ càng đau đớn hơn thôi. Yên tâm đi, không ai có thể thoát. Ông Tổ Hoa ra vừa nói vừa xoa nắm tay của mình, dường như rất muốn dạy dỗ cho những người này một bài học. Đầu tiên đám người này liếc mắt nhìn nhau, sau khi trao đổi ánh mắt với nhau, bọn họ vẫn kiên quyết không xếp hàng trước mặt ông Tổ Hoa ra. Xếp hàng thì phải bị ăn đòn. Chỉ cần bọn họ đều trốn ở phía sau, nói không chừng còn có thể trốn thoát kiếp nạn này. Được thôi, các người không muốn xếp hàng phải không? Ông Tổ Hoa ra nhìn ra được suy nghĩ của đám người này, ông ta lao đến tát người bên cạnh một cái sau đó liền ném cho Hoa Thần Vũ. Được thôi, các người đã không tự mình xếp hàng vậy thì để tôi tự đi đánh các người. Đương nhiên, tốt nhất các người cũng đừng nên di chuyển, ai dám di chuyển, tôi liền đánh gấp đôi. Ông Tổ Hoa ra là người nói được làm được, dù sao cũng đạt đến cảnh giới bán hoàng. Có thể dễ dàng quan sát mọi cử động của những người này. Trong chốc lát đám người này đều bị đánh cho chết cây idiota. Sau đó có một người đầu tiên lên tiếng xin tha thứ, tiếp theo tất cả mọi người đều quỳ xuống. Hoa tiên sinh, chúng tôi sai rồi. Xin ông hãy bỏ qua cho chúng tôi. Là chúng tôi có mắt mà không thấy núi Thái Sơn, có mắt như mù đắc tội với ông. Ông là người độ lượng hào phóng không chấp nhặt với kẻ tiểu nhân. Xin ông hãy bỏ qua cho chúng tôi. Đám người này không có chút tôn nghiêm nào, bọn họ quỳ xuống khóc lóc van xin trước mặt ông Tổ Hoa ra. Thái độ này quả thực vô cùng hèn mọn. Ông Tổ Hoa ra liếc nhìn Chu Dương, phát hiện Chu Dương không lên tiếng, thái độ của anh dường như hoàn toàn không hề quan tâm một chút nào, khiến ông ta lập tức nhẹ nhõm. Bỏ qua cho các người.
Sao có thể được? Vừa rồi lúc ông đây xin lỗi các người có từng nghĩ sẽ bỏ qua cho tôi chưa? Khi các người chiếm ưu thế thì các người muốn tìm cớ trục lợi, còn khi các người rơi vào đường cùng thì các người lại chưa từng nghĩ đến việc giải quyết vấn đề một cách bình thường. Các người nói thử xem, sao tôi phải bỏ qua cho các người? Các người có tư cách gì để tôi phải bỏ qua cho các người? Ông Tổ Hoa Gia liên tục đặt câu hỏi, nhưng những người thân thích đó không thể nói lại được câu nào, chỉ có thể nhận lỗi, nghe những lời này ông Tổ Hoa Gia cũng thấy phiền. Ông ta quyết định sẽ đánh tàn phế đám người này, dạy dỗ cho bọn họ một bài học, và cũng là để bản thân ông ta chút cơn giận trong lòng. Dù sao Chu Dương cũng không thèm quan tâm nữa, cho nên ông ta muốn làm gì thì làm. Đúng lúc này, một cô gái từ phòng ngủ bên cạnh đột nhiên đi ra. Một cô gái trông rất thanh tú, thậm chí còn có vẻ yếu ớt. Có thể thấy người đó chắc chắn là một người đẹp từ trong phôi thai, hay nói cách khác, chắc chắn trước đây cô gái này rất đẹp. Nhưng lúc này, chị y người cô gái thiếu một chút thần sắc, trong đôi mắt to tròn đẹp đẽ kia cũng không có biểu cảm gì, tựa như một xác chết biết đi, không có khí chất. Điều này đã khiến cho điểm số hình ảnh của cô gái kia bị kéo xuống thấp hơn rất nhiều. Vừa nhìn thấy cô gái kia, Chu Dương liền biết đây chính là cô cháu gái của anh tài xế, cũng là nạn nhân thực sự bị Hoa Thần Vũ làm nhục. Khi nhìn thấy cô gái, Hoa Thần Vũ sững sờ tại chỗ, còn trong mắt của ông Tổ Hoa Gia lộ rõ vẻ mất tự nhiên. Rõ ràng là hai người này đã nhận ra thân phận của cô gái. Sau khi nhìn thấy cô gái, những người thân đó lập tức cãi yêu ta xiết động. Thiến Thiến, mau đến xin lỗi ông Tổ Hoa Gia và Hoa Thiếu Gia. Đúng vậy, lúc đầu cũng vì cháu mà khiến cho cả nhà chúng ta đều biến thành như vậy, đi đến đâu cũng bị người ta coi thường. Bây giờ ông Tổ Hoa Gia đã tự mình đến đây rồi, cháu mau chóng xin lỗi bọn họ đi. Đám người thân kia nhao nhao thúc giục, muốn mượn chuyện này để xóa sạch sự sai trái của bản thân. Sau khi nhìn thấy Hoa Thần Vũ, trong đôi mắt cô gái có sự dao động. Đó là mối hận thù sâu đậm. Cô ấy nhìn Hoa Thần Vũ, khẽ lên tiếng. Anh đến đây làm gì? Còn không muốn buông tha cho tôi sao? Tôi đã biến thành bộ dạng như thế này rồi, anh còn muốn sao nữa? Cô gái không khóc, chỉ nhìn chằm chằm Hoa Thần Vũ, sau đó hỏi từng chữ anh muốn thế nào? Có phải anh nhất định muốn tôi chết cho anh xem? Được thôi. Nếu muốn cái mạng này của tôi, vậy thì anh tới lấy đi. Nào, anh tự tay giết tôi đi. Nếu như anh không giết tôi, vậy tôi coi thường anh. Cảm xúc của cô gái đột ngột dâng trào, túm lấy bàn tay to lớn của Hoa Thần Vũ đặt lên cổ của mình. Dường như cô ấy muốn để Hoa Thần Vũ tự tay bóp chết cô. Việc làm kia của Hoa Thần Vũ đúng là đã mang đến một vết thương sâu sắc cho cô gái này. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, cuối cùng Hoa Thần Vũ cũng cảm thấy chột dạ. Hắn rằng có rút tay mình lại, sau đó ngượng ngùng nói chuyện đó, cô đừng hiểu lầm, không phải là tôi đến để gây chuyện với cô. Tôi đến để xin lỗi. Hoa Thần Vũ nói năng lắp bắp, nhưng sau khi nói xong, ngay cả bản thân hắn cũng bị sốc. Đây là lời hắn nên nói sao? Hắn đã làm gì? Hắn tới để xin lỗi. Sao hắn có thể xin lỗi được chứ? Chương 956, hành động khó hiểu. Đám người thân của anh tài xế đã dùng bao nhiêu cách khác nhau để mắng nhiếc Hoa Thần Vũ và ông Tổ Hoa Gia, nhưng cái họ nhận được lại là sự phản công của hai người họ. Ngược lại, cô gái kia không hề nói ra những câu chửi thề nào mà lại khiến người như Hoa Thần Vũ phải lên tiếng xin lỗi. Có lẽ lương tâm của bất kỳ người nào cũng đều có giới hạn nhất định. Có thể một người trở nên xấu xa đến một mức độ nào đó. Nguyên nhân không hoàn toàn ở bản thân họ mà là do ngoại cảnh chưa cho người ta cơ hội sửa sai. Tất nhiên, điều này không có nghĩa là những kẻ xấu đó vô tội. Vốn dĩ làm sai thì phải trả giá, người khác không muốn cho bạn cơ hội sửa sai, đó cũng là quyền tự do của họ. Ngược lại, nếu người khác cho bạn cơ hội sửa sai thì đó là sự ban ơn của người ta dành cho bạn và bạn nên cảm thấy biết ơn mới phải. Có điều thế giới rộng lớn quá phức tạp. Nhất là lòng người càng hay thay đổi, tính tình mỗi người cũng khác nhau, thật ra chê y đời không tồn tại thiện ác tuyệt đối, mà phải tìm kiếm sự cân bằng tương đối Chu Dương nghĩ. Cũng giống như bây giờ, không thể nói người thân của cô gái đã phạm sai lầm lớn như thế nào, họ là nạn nhân,
nhưng họ sợ Hoa Thần Vũ với thế lực mạnh mẽ. Khi Hoa Thần Vũ yếu thế, họ lại muốn đánh chửi hắn ta. Bản thân hành vi này không thể nói là sai, nó chỉ là bản chất của con người mà thôi. Chu Dương cũng không làm gì sai, lúc đầu anh muốn giúp những người này, nhưng đột nhiên phát hiện những người này không xứng để mình giúp đỡ nên đành thôi. Tất cả mọi người đều không sai, nhưng nếu cứ tiếp tục phát triển theo tình hình này thì mọi chuyện sẽ không kết thúc tốt đẹp được, bởi vì bản tính của Hoa Thần Vũ và ông Tổ Hoa Gia sẽ không thay đổi. Ngược lại, họ có thể sẽ càng kiên định với suy nghĩ làm điều ác hơn nữa. Bởi vì họ nhận ra rằng chỉ cần họ mạnh mẽ vô hạn, thì bất kể điều họ làm là đúng hay sai, người khác vẫn sẽ phải sợ họ. Đây là một con đường không bao giờ quay đầu lại được. May mắn thay, cô gái đã xuất hiện. Cách làm của cô gái có thể nói là rất tủi thân. Bản thân cô ấy là nạn nhân, và là người phải chịu sự tổn thương nhiều nhất. Nhưng cô ấy không xúc phạm Hoa Thần Vũ, mà hỏi ngược lại Hoa Thần Vũ rốt cuộc muốn gì. Giống như cô ấy cứ đứng ở nơi đó và nói, đúng vậy, anh rất mạnh, anh hoàn toàn đủ tư cách để giết tôi. Vậy thì anh làm đi, giết chết tôi không có bất kỳ sự ảnh hưởng gì đối với anh. Anh mạnh đến mức có thể tùy tiện coi mạng người như cỏ rác, vậy thì anh cứ giết chết tôi đi. Trong tình huống không có ai dám trách móc anh. Rốt cuộc anh còn có thể xấu xa đến mức nào nữa? Đây có lẽ chính là thái độ mà cô gái đó thể hiện ra. Thay vào đó, thái độ này đã khiến Hoa Thần Vũ cảm động. Xem ra, tận sâu trong lòng Hoa Thần Vũ thật ra vẫn có chút nhân tính. Tuy nhiên, có thể do có liên quan gì đó đến môi trường lớn lên, hoặc cũng có thể liên quan đến sự chiều chuộng quá mức của ông Tổ Hoa gia, hắn dần dần đánh mất đi bản ngã của mình. Vậy nên hắn mới làm chuyện xấu, mục đích không gì khác hơn là theo đuổi sự hứng thú của mình. Chu Dương ở bên cạnh yên lặng quan sát, lúc này anh hoàn toàn trở thành một người ngoài cuộc, từ góc độ của người ngoài cuộc dần dần nảy sinh lòng hiếu kỳ, muốn xem mọi chuyện sẽ phát triển tiếp như thế nào. Anh đến đây để xin lỗi tôi sao? Sau khi nghe những lời của Hoa Thần Vũ, cô gái cũng ngẩn ra. Rõ ràng, đây là một câu trả lời mà cô ấy không ngờ tới. Khi từ phòng ngủ đi ra, cô nhìn thấy tất cả người thân của mình đang quỳ lạy Hoa Thần Vũ. Và những người thân đó yêu cầu cô ấy cũng phải xin lỗi Hoa Thần Vũ, trong tiềm thức cô ấy nghĩ rằng Hoa Thần Vũ đến đây để làm phiền cô. Không chỉ gây rắc rối cho cô mà còn làm tổn thương người thân của cô, điều này khiến cô không thể chấp nhận được. Vì chuyện riêng của mình, mà người thân của cô đã phải chịu biết bao uất ức, cô không thể tiếp tục làm liên lụy đến họ được nữa. Nên mới xông ra tìm đến cái chết. Nhưng người đàn ông này lại nói rằng anh ta đến đây để xin lỗi. Cô gái sững sờ tại chỗ, không biết phải làm sao mới được. Ông Tổ Hoa gia cũng dừng tay lại, khi Hoa Thần Vũ nói là đến để xin lỗi thì ông Tổ Hoa gia không làm gì khác, chỉ ở một bên yên lặng quan sát. Bầu không khí đột nhiên chìm vào im lặng. Cô gái cắn môi và nhìn chằm chằm Hoa Thần Vũ, như thể đang suy nghĩ điều gì đó. Một lúc sau, cuối cùng cô cũng chậm rãi nói, trong giọng nói còn mang theo sự oán hận tột cùng, anh nói là đến đây để xin lỗi tôi, vậy thì, anh hãy quỳ xuống đi. Vừa dứt lời, tất cả mọi người lập tức thất kinh. Đặc biệt là những người thân của cô gái, họ đều muốn đứng dậy để ngăn cản cô gái. Người ta đến xin lỗi mình chỉ cần chấp nhận lời xin lỗi không phải là êm xuôi rồi hay sao? Tại sao cứ phải bắt người ta phải quỳ xuống? Đó là đại thiếu gia của Hoa gia đấy. Không thấy người thân của mình còn đang phải quỳ ở đây sao? Sở dĩ chúng tôi phải quỳ ở đây không phải là bởi vì chúng tôi đã ra điều kiện quá đáng sao? Lúc này cô lại dám ra điều kiện, không phải là tự tìm đường chết à? Tất cả mọi người đều nghĩ rằng Hoa Thần Vũ sẽ tức giận và trở mặt luôn. Dù sao loại chuyện này cũng đã có vết xe đổ trước đó rồi. Người thân của cô gái bắt Hoa Thần Vũ đền tiền. Hoa Thần Vũ liền bắt tất cả phải quỳ xuống. Họ không tin rằng lần này Hoa Thần Vũ sẽ không dạy cho cô gái một bài học. Tuy nhiên, Hoa Thần Vũ vẫn im lặng. Rõ ràng là hắn đang đấu tranh nội tâm rất dữ dội, lông mày nhíu chặt lại, và nhìn chằm chằm vào cô gái một lúc lâu. Trong khoảng thời gian này, cô gái cũng nhìn chằm chằm vào Hoa Thần Vũ mà không hề sợ hãi. Sau một hồi im lặng, Hoa Thần Vũ chậm rãi gật đầu. Được,
tôi sẽ quỳ xuống. Nói xong, hắn thật sự đã quỳ xuống. Mọi người đều nín thở, không hiểu tại sao mọi chuyện lại trở thành như thế này. Chẳng lẽ Hoa Thần Vũ thật sự đã cải tà quy chính? Nhưng tại sao, điều này quá đột ngột, cô gái đó, cô ấy cũng không làm gì cả. Điều kiện mà người thân của cô đưa ra là bắt Hoa Thần Vũ đền tiền, Hoa Thần Vũ đã lộ rõ bộ mặt xấu xa của mình. Còn điều kiện của cô gái là bắt Hoa Thần Vũ phải quỳ xuống, đây không phải là một yêu cầu quá đáng sao? Tại sao Hoa Thần Vũ lại đồng ý luôn? Những câu hỏi này, họ nghĩ nát cả óc cũng không hiểu nổi. Nhưng vào lúc này, một điều còn kinh hoàng hơn đã xảy ra với họ. Cô gái giơ tay tát Hoa Thần Vũ một phát rất dữ dội. Cái tát này có thể nói là rất mạnh, Chu Dương đứng cách xa 5 mét cũng có thể nghe thấy rõ mồn một âm thanh cái tát. Tất cả mọi người khi nghe thấy tiếng tát đó liền bất giác co giật miệng mình, như thể họ cũng bị tát vậy. Từ đó có thể thấy cô gái ấy đã dùng bao nhiêu công sức. Đó có thể là sức mạnh lớn nhất của cuộc đời cô. Sau cái tát, cô gái đau lòng thét lớn lên với Hoa Thần Vũ, biến đi, đi chết đi. Cả đời này tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh. Cho dù anh có quỳ ở đây cả đời, tôi cũng không tha thứ cho anh. Cô gái nói rồi quay lưng chạy vào phòng ngủ với đôi mắt ngấn lệ. Những hành động này khiến tất cả những người có mặt tại đó sững sờ. Thế này là thế nào? Cứ thế kết thúc sao? Chương 957, lòng người vốn lương thiện. Ai cũng cảm thấy hành vi của cô gái này hơi quá đáng. Người ta nói là đến đây xin lỗi, cô không nói ra có chấp nhận hay không đã đành, lại còn đưa ra yêu cầu bắt người ta quỳ xuống. Ừ thì cứ coi như cô đã đưa ra yêu cầu, Hoa Thần Vũ cũng đã quỳ xuống theo yêu cầu của cô rồi, thì lúc này cô cũng nên tha thứ cho người ta đi chứ. Nhưng cô lại giơ tay tát người ta một cái, hơn nữa còn bảo người ta đi chết và biến đi, còn nói là sẽ không bao giờ tha thứ cho người ta trong suốt quãng đời còn lại, như vậy có phải hơi quá đáng không? Thực sự là ngang ngạnh cố chấp quá. Mọi người đều cảm thấy Hoa Thần Vũ chắc hẳn sẽ tức giận. Như thế này chắc ít nhiều gì cũng sẽ giận dữ, một người vừa rồi kiêu ngạo bất cần đời đã rớt xuống đến mức này, về tình về lý có lẽ cũng sẽ thể hiện sự tức giận. Nhưng tất cả đều vượt ra ngoài dự tính của họ, Hoa Thần Vũ vẫn cứ quỳ bất động chê y mặt đất. Hắn không nói một lời nào, cứ như thể người cô gái đánh không phải là hắn. Hắn cứ lặng lẽ quỳ chê y mặt đất, giống như một pho tượng. Nhưng có thể cảm nhận được từ sau lưng và từ chê y cơ thể của hắn, lúc này có lẽ hắn đang rất hối hận. Hối hận, cũng có nghĩa là gã này đang tu tỉnh. Tất cả mọi người đều không hình dung ra được, tại sao lại hắn lại bắt đầu tu tỉnh. Ban đầu, tính cách của Hoa Thần Vũ không phải như thế này. Đó là một công tử với cái mác nhà giàu dính chê y gương mặt. Vô lý, huy anh hoang kiêu ngạo, ưa nhẹ không ưa nặng, tàn nhẫn và độc ác. Đây có lẽ mới đúng là nhãn mác của hắn ta. Rốt cuộc, có chỗ nào không đúng? Chỉ có Chu Dương hiểu được. Anh cũng biết tại sao mọi thứ lại thành ra như bây giờ, một nụ cười bất chợt thoáng qua khóe miệng anh. Thật vậy, nhìn bề ngoài, mọi thứ có vẻ hơi kỳ lạ. Người thân của cô gái hiển nhiên không làm gì quá đáng, chỉ nói vài câu chửi thề không liên quan, sau đó yêu cầu Hoa gia bồi thường 10 triệu tệ mà thôi. Mặc dù những câu chửi thề đó khó nghe, nhưng ai cũng có thể mắng mỏ được. Hoàn toàn không chứa kỹ thuật nào, cũng không có mấy sức công cả iota siết. Nhưng chỉ như vậy cũng đã làm cho ông tổ Hoa gia và Hoa Thần Vũ khó chịu. Vốn dĩ là đến đây để xin lỗi, nhưng trong nháy mắt lại đánh cho những người này một trận. Còn cô gái, những gì cô gái làm dường như còn quá đáng hơn. Cô muốn Hoa Thần Vũ phải quỳ xuống. Không chỉ vậy, cô còn tát Hoa Thần Vũ và tuyên bố sẽ không bao giờ tha thứ cho Hoa Thần Vũ. Bất kỳ một điều nào trong những điều này dường như đều quá đáng hơn những gì người thân của cô đã làm. Nhưng Hoa Thần Vũ không trở mặt với cô ấy, mà thay vào đó là tự tu tỉnh. Điều này thực sự khiến mọi người tự hỏi tại sao mọi thứ lại trở nên như thế này. Nhưng nếu để ý hơn một chút, bạn có thể nhận thấy có sự khác biệt cơ bản giữa những gì cô gái và người thân của cô ấy làm. Người thân của cô gái mắng chửi những lời khó nghe, yêu cầu bồi thường. Những chuyện này hoàn toàn không hề có liên quan gì nhiều đến chuyện mà Hoa Thần Vũ làm sai.
Mặc dù Hoa Thần Vũ đã làm sai, nhưng việc bị mắng và bồi thường là chuyện bình thường. Nhưng gác chuyện đúng sai sang một bên, cách cư xử của họ sẽ chỉ khiến Hoa Thần Vũ quên đi những việc sai trái mà mình đã làm, và tập trung vào những chuyện lộn xộn này. Nhưng những gì cô gái ấy đã làm và mọi động thái đều nhắc nhở Hoa Thần Vũ về những sai lầm mà hắn ta đã mắc phải. Cô bắt Hoa Thần Vũ quỳ xuống, đây dường như là một hành vi làm tổn hại đến lòng tự trọng, còn có vẻ quá đáng hơn so với việc bắt hắn bồi thường 10 triệu tệ. Nói cho cùng, một thiếu gia đáng kính như Hoa Thần Vũ, nếu bạn nói bạn đưa cho hắn 10 triệu để hắn quỳ lạy bạn thì chắc chắn là không thể, hắn ta sẽ cho bạn một cái bạt tai ngay mà không cần suy nghĩ. Nhưng hành động quỳ gối là một sự chuộc tội thực sự. Điều đó khiến cho suy nghĩ của Hoa Thần Vũ không thể tách khỏi ý niệm về sự chuộc tội. Vậy nên cô gái đã thành công. Cho dù sau đó cô có làm nhiều chuyện quá đáng, Hoa Thần Vũ cũng sẽ không tức giận. Bởi vì hắn đang hối lỗi, tự suy ngẫm về những gì mình đã làm với những gì cô gái đã làm, ai là người quá đáng hơn. Kết quả rất rõ ràng, việc hắn làm vẫn quá đáng hơn. Cô gái chỉ là bắt hắn quỳ xuống thôi, còn hắn gần như đã hủy hoại cả cuộc đời cô. Vì vậy, hắn ta không những không tức giận mà còn tự trách mình nhiều hơn, bản thân hắn có thể nhận ra được rằng cô gái giận dữ là có lý do. Vì vậy mới xuất hiện cảnh khiến mọi người khó hiểu như vậy. Hoa Thần Vũ lặng lẽ quỳ trên y mặt đất, mọi người bên cạnh cũng không dám thở mạnh. Rất lâu sau đó, ông Tổ Hoa gia mới thở dài. Lẳng lặng đi đến bên cạnh Hoa Thần Vũ, định kéo hắn đứng dậy, Vũ Nhi, đứng dậy đi, thành ý của cháu đã thể hiện rõ rồi, người ta không đồng ý tha thứ cho chúng ta cũng không có cách nào cả. Không, cháu không đứng dậy, Hoa Thần Vũ vẫn cứ quỳ, tuy rằng nói nhỏ, nhưng rất kiên quyết, đây là sai lầm cháu phạm phải, hãy đều cháu tự mình gánh chịu. Cô ấy có thể không thể tha thứ cho cháu, đó là quyền của cô ấy. Nhưng nếu cô ấy không chịu tha thứ cho cháu sẽ quỳ mãi ở đây. Đột nhiên hắn cứ quỳ như vậy và tiến về phía trước. Là một người bình thường, đầu gối của hắn cũng rất mỏng manh. Từ đây vào phòng ngủ chỉ vỏn vẹn chục mét, mà đầu gối hắn máu me chảy đầm đìa. Nhưng hắn không hề quan tâm, cứ quỳ như vậy đi đến cửa phòng ngủ và gõ mạnh vào cửa, cô Thiến Thiến, xin lỗi vì tôi đã làm hại cô. Tôi biết rõ chuyện mình làm quá đáng đến mức nào, tôi có thể không cầu xin cô tha thứ. Nhưng xin cô hãy nói cho tôi biết, tôi phải làm như thế nào mới có thể bù đắp được cho cô phần nào. Nếu cô cần tiền, tôi có thể đồng ý với mức 10 triệu họ vừa nói, hoặc thậm chí 20 triệu, 30 triệu hay nhiều hơn nữa tôi đều đồng ý. Cho dù sau khi đưa tiền cho cô mà cô vẫn không chịu tha thứ cho tôi thì cũng không sao cả. Tôi chỉ hy vọng có thể bù đắp được cho cô phần nào. Hoa Thần Vũ chân thành nói. Những người thân gần đó đều lộ ra những ánh mắt thèm muốn. Như này là đồng ý rồi sao? Cậu đồng ý luôn ngay từ đầu thì có phải là không có chuyện gì rồi sao? Thiến Thiến, mau đồng ý với Hoa Thiếu ra đi. Mấy chục triệu đấy, cho dù chúng ta cần 20-30 triệu cũng được đó, chứ không tội vạ con phải chịu suốt 3 năm nay không phải uổng phí rồi sao? Có người hét lên. Sắc mặt ông Tổ Hoa gia bắt đầu trở nên khó coi. Vũ Nhi, người mà cháu phải đền tội không chỉ có một mình họ, cháu mở miệng ra liền đồng ý nhiều tiền như vậy, cháu có từng nghĩ, khi cháu đối mặt với những nạn nhân khác thì phải làm thế nào chưa? Nếu ai nấy đều yêu cầu nhiều tiền như vậy, Hoa gia chúng ta căn bản không kiếm đâu ra được. Nếu lần này cháu đưa nhiều tiền như thế cho một người mà sau này lại không đưa nữa, há chẳng phải càng quá đáng hơn hay sao? Ông Tổ Hoa gia ra sức khuyên nhủ. Nhưng Hoa Thần Vũ nói, ông à, cháu không quan tâm. Cháu chỉ muốn chuộc lỗi thôi. Hoa Thần Vũ bình tĩnh nói. Có thể thấy lúc này đây hắn thực sự rất thật lòng. Chương 958, hết thuốc chữa. Có lẽ Hoa Thần Vũ thực sự muốn chuộc lỗi, vì vậy hắn không quan tâm tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì, liệu Hoa gia có phá sản hay không. Hay liệu hắn có thể công bằng mà bồi thường nhiều như vậy khi đối mặt với các nạn nhân khác hay không? Hắn không nghĩ được nhiều như vậy, chỉ muốn chuộc lại tội lỗi, nếu Thiến Thiến muốn tất cả tài sản của Hoa gia, hắn cũng sẽ không chút do dự mà đền hết cho Thiến Thiến. Về việc phải làm gì với nạn nhân tiếp theo, thì để sau hãy nói. Ông Tổ Hoa gia thở dài,
vốn dĩ ông ta rất chiều chuộng đứa cháu trai này, thấy cháu trai có thể học để chuộc tội, nên ông ta đành thuận theo cách làm của Hoa Thần Vũ. Nhưng lúc này, từ trong phòng ngủ vang lên tiếng gầm giận dữ. Anh cút ra ngoài cho tôi không cần tiền bẩn của anh. Nếu như muốn bù đắp cho tôi, thì anh tự sát đi. Đó là giọng nói của Thiến Thiến. Có thể đoán được lúc này cô ấy đang vùi đầu vào khóc lóc thảm thiết thông qua giọng nói của cô. Lần này Thiến Thiến đã hơi quá đáng rồi đó. Phải đó, ai đi khuyên nhủ nó đi, sao lại có thể ăn nói linh tinh vậy chứ? Đúng đó, không phải là bị Hoa thiếu gia đưa vào nhà vệ sinh có một lần thôi sao, cũng chẳng tổn thất cái gì. Người phụ nữ nào chưa trải qua loại chuyện này vài lần? Người ta sẵn sàng trả mấy chục triệu đã là được rồi. Sao nó có thể không biết đủ như vậy kia chứ? Những người thân đó lần lượt đứng bên cạnh Hoa Thần Vũ. Đúng vậy, lần này Hoa Thần Vũ lại không phải loại người giống họ. Hoa Thần Vũ im lặng hồi lâu rồi mới trầm giọng hỏi về phía cửa phòng ngủ, ý của cô là, nếu như tôi tự sát thì trong lòng cô sẽ thoải mái hơn chút đúng không? Tự sát. Nghe được hai chữ mấu chốt này, sắc mặt mọi người đột nhiên thay đổi. Chẳng lẽ Hoa Thần Vũ thật sự muốn tự sát? Ông Tổ Hoa gia cũng lộ vẻ lo lắng, Vũ Nhi, đừng làm chuyện ngu ngốc. Nhưng giọng nói của Thiến Thiến vang lên trong phòng ngủ, đúng vậy, nếu anh tự tử, tôi sẽ tha thứ cho anh, xem như anh đã có thể bù đắp được cho tôi. Anh đi chết đi. Được rồi, tôi đồng ý với cô, Hoa Thần Vũ đồng ý. Trước khi mọi người kịp phản ứng, một con dao găm tinh xảo xuất hiện trên y tay hắn. Con dao găm này lúc đầu được lấy dưới bàn trà ở nhà, muốn đánh thương Chu Dương. Sau đó, Chu Dương đã đánh đập hắn một cách thô bạo, hắn liền bỏ con dao găm vào túi quần. Không ngờ giờ lại có thể sử dụng nó. Hoa Thần Vũ không hề nói nhảm, sự kiên quyết lóe lên trong mắt hắn, hắn cầm con dao găm đâm vào bụng mình. Máu tươi lập tức chảy ra như suối, khóe miệng Hoa Thần Vũ cũng chảy ra dòng máu tươi. Hắn yếu ớt dựa vào cửa. Nhẹ nhàng nói, được rồi, giờ tôi đã tự sát rồi đó, hy vọng cô có thể vui lên. Bên ngoài phòng ngủ là một mớ hỗn loạn, mọi người đều biết giờ đã xảy ra chuyện lớn rồi. Mặc dù Hoa Thần Vũ đã tự sát, nhưng đó là thiếu gia của Hoa gia. Địa vị có thể so sánh với gia tộc hạng nhất, không, hắn còn là đại thiếu gia Hoa gia thậm chí còn hưng thịnh hơn cả gia tộc hạng nhất. Nếu một nhân vật lớn như vậy chết trong nhà của họ, thì vấn đề này sẽ thực sự lớn. Ông Tổ Hoa gia cũng nóng lòng lên tiếng, nếu như Vũ Nhi thực sự chết ở đây thì cả nhà các người đừng ai mong sống sót, mau gọi xe cứu thương cho tôi. Sau đó, ông ta chạy về phía Hoa Thần Vũ, cố gắng sử dụng chân khí của mình để chữa trị vết thương cho Hoa Thần Vũ. Nhưng chân khí của ông Tổ Hoa gia quá hung bạo, những người bình thường thực sự không thể chịu nổi chân khí của những hoàng đế võ giả không có trái tim hoàng đế. Chân khí của ông ta đã được đưa vào trong cơ thể Hoa Thần Vũ, nhưng vết thương của Hoa Thần Vũ ngày càng nghiêm trọng hơn. Lúc này, cửa phòng ngủ chợt mở ra. Tất nhiên những gì Thiến Thiến nói chỉ là những lời trong lúc tức giận, ngay cả khi Hoa Thần Vũ đồng ý với cô ấy sẽ tự tử, cô đều không hề để tâm. Nói thì ai mà chả nói được, thế mà anh lại làm cho tôi xem thật ư. Cô không tin rằng Hoa Thần Vũ sẽ thực sự tự sát. Nhưng khi nghe thấy tiếng động bên ngoài, cô mới nhận ra có điều gì đó không ổn, trong lòng chợt hoảng hốt. Mở cửa ra, cô thấy Hoa Thần Vũ người đầy máu tươi, thần trí không tỉnh táo vẫn nằm trong lòng ông Tổ Hoa gia. Hoa thiếu gia, anh, sao anh lại tự sát thật chứ? Thiến Thiến luống cuống nói, cô muốn ngồi xổm xuống kiểm tra vết thương của Hoa Thần Vũ, nhưng lại bị ông Tổ Hoa gia gạt sang một bên. Cút sang một bên cho tao. Nếu cháu trai của tao xảy ra chuyện gì, tao sẽ không tha cho người phụ nữ là mày. Ông Tổ Hoa gia giống lên dữ dội. Thiến Thiến sợ hãi và choáng váng, cô ngồi chê y mặt đất, hai mắt mở to không dám cử động. Đột nhiên giọng nói của Chu Dương vang lên. Hoa lão tiên sinh, lẽ nào ông thật sự muốn cháu trai mình chết không được nhắm mắt sao? Chu Dương không biết từ lúc nào đã xuất hiện sau lưng bọn họ, dửng dưng nhìn cảnh tượng trước mắt. Cậu là cái thá gì, cút ra kia cho ông Tổ Hoa gia bất giác mắng một câu, nhưng ngay lập tức ông ta đã nhận ra mình đang chửi ai. Chê y gương mặt ông ta hiện lên một tia hy vọng tiên sư đại nhân,
xin cậu hãy ra tay cứu cháu trai của tôi. Chỉ cần cậu có thể cứu cháu trai tôi, cậu muốn thế nào tôi cũng có thể hứa với cậu. Ông Tổ Hoa ra nói, ông ta không cứu được cháu trai, nhưng không có nghĩa là Chu Dương cũng không cứu được. Ông ta biết thực lực của Chu Dương mạnh hơn mình rất nhiều. Chu Dương chỉ lạnh lùng liếc ông ta một cái, không hề có ý đồng ý ngay. Cứu hắn hay không là chuyện của tôi, không liên quan gì đến ông. Lời cầu xin của ông không có giá trị gì đối với tôi, nhưng tôi muốn nhắc ông rằng Hoa thiếu gia chết vì để chuộc tội. Ông vừa mới tuyên bố giết tất cả mọi người ở đây, ông có suy nghĩ đến cảm nhận của Hoa thiếu gia hay chưa? Ông Tổ Hoa ra sửng sốt. Ông ta nóng lòng sắp chết đến nơi rồi mà Chu Dương lại còn nói với ông ta những điều này. Giờ có sao cũng không quan trọng nữa rồi. Đại ca ơi, cậu mau cứu người đi. Ông Tổ Hoa ra thầm giống lên. Mỗi lần nói chuyện, Chu Dương đều ngồi xổm người xuống, khẽ điểm một chút lên người Hoa Thần Vũ. Nguồn chân khí của Hoàng đế tràn vào cơ thể Hoa Thần Vũ, trong khoảnh khắc, vết thương trên y người hắn lành lại với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Đây là chân khí thuần khiết nhất của Hoàng đế, không thể đem ra so sánh với loại hàng giả của ông Tổ Hoa gia. Những người xung quanh đều phát ra những âm thanh cảm thán, chiêu thức của Chu Dương rõ thực là cải tử hồi sinh, chẳng trách ông Tổ Hoa gia gọi anh là tiên sư. Xem ra người thanh niên này đúng là thần tiên. Chu Dương cứu Hoa Thần Vũ xong lại nhìn lại ông Tổ Hoa gia. Tôi nói này, nếu như vừa rồi Hoa thiếu gia thật sự chết ở đây, ông thật sự muốn giết hết bọn họ sao? Trước đó Chu Dương đã nói rằng việc cứu Hoa Thần Vũ không liên quan gì đến ông Tổ Hoa gia. Trước đây, anh đã từng muốn một phát tát cho Hoa Thần Vũ chết luôn, bởi vì lúc đó anh cảm thấy Hoa Thần Vũ thực sự tệ đến mức không có thuốc gì cứu được. Nhưng giờ xem ra, người thực sự không có thuốc nào cứu chữa được lại chính là ông Tổ Hoa gia. Chương 959, tiếng xấu đồn xa. Không dạy dỗ con cái là lỗi của bố mẹ. Hoa Thần Vũ trở thành bộ dạng như hôm nay, nếu như nói không liên quan gì với ông Tổ của Hứa gia, Chu Dương tuyệt đối sẽ không tin. Nhưng anh không ngờ rằng ông Tổ của Hứa gia lại tệ đến thế, trong mắt chỉ có đứa cháu trai này. Chu Dương thậm chí còn cân nhắc có nên dạy dỗ cho ông Tổ Hứa gia một bài học hay không. Ở bên kia, Hoa Thần Vũ nhanh chóng tỉnh lại, vì Chu Dương đã truyền chân khí cho hắn. Nên mặc dù cơ thể của hắn còn rất yếu nhưng vết thương đã hoàn toàn lành hẳn. Tôi bị làm sao thế này? Hoa Thần Vũ sờ vết thương của mình, tôi không sao nữa rồi. Hắn đã ôm quyết tâm nhất định phải chết, bây giờ lại sống trở lại, điều này hắn hoàn toàn không thể tưởng tượng được. Hơn nữa hắn còn được Thiến Thiến tha thứ. Có thể nói công cuộc chuộc lỗi đầu tiên của Hoa Thần Vũ xem như viên mãn. Sau đó Hoa Thần Vũ đứng dậy đi ra phía ngoài. Hắn muốn đi chuộc lỗi lần hai. Vốn dĩ lần này Chu Dương không có dự định đi theo hắn. Nhưng sau khi nhìn thấy rõ bộ mặt thật của ông Tổ Hoa gia, anh đột nhiên thay đổi chủ ý. Sau khi tạm biệt tài xế, Chu Dương đi theo phía sau của Hoa Thần Vũ và ông Tổ Hoa gia. Đối tượng cần chuộc tội thứ hai là ai? Chu Dương hỏi. Chỉ một câu hỏi đơn giản như vậy nhưng ông Tổ của Hoa gia lại giống như mèo bị giẫm phải đuôi nhảy dựng lên. Cái gì mà chuộc tội? Cháu trai của tôi đã chết một lần, tội lỗi đến đâu cũng đã hoàn toàn tiêu biến hết rồi, sao phải chuộc tội nữa chứ? Ông Tổ Hoa gia lớn tiếng nói. Ánh mắt của Chu Dương lập tức trở nên lạnh lùng. Sở dĩ anh đi theo hai người này chính là vì sợ cảnh tượng này xuất hiện. Hoa Thần Vũ thực sự muốn chuộc tội nhưng ông Tổ của Hoa gia lại nhất quyết ngăn cản. Bởi vì bọn họ không chịu nổi cái giá phải trả. Tiên sư! Không phải tôi không thừa nhận Vũ Nhi nhà tôi có tội, nhưng cái giá của việc chuộc tội này quá lớn. Nếu chỉ lấy tiền xin lỗi còn được, nhưng nếu như mỗi một người đều muốn Vũ Nhi nhà tôi tự sát, nó có bao nhiêu cái mạng cũng không đủ để chết. Ông Tổ Hoa gia vẫn ra sức thuyết phục Chu Dương. Nhưng Chu Dương chỉ lạnh lùng hừ một tiếng. Cái giá quá lớn, lúc đầu khi hắn đưa những cô gái đó vào nhà vệ sinh nam vui vẻ sao không nghĩ tới cảm nhận của người khác. Chỉ có thể vui vẻ mà không thể đền tội sao? Sở dĩ tôi ra tay cứu Hoa thiếu gia là bởi vì thấy cậu ta có lòng chuộc tội. Nếu ông nói cậu ta không cần chuộc tội nữa, vậy thì cái mạng mà tôi cứu được phải thu lại rồi. Chu Dương bình thản nói. Thực ra anh muốn tốt cho Hoa Thần Vũ.
Bởi vì anh có thể nhìn ra Hoa Thần Vũ thật lòng ý thức được lỗi sai của mình, sau khi chuộc tội xong hết mới có thể làm lại cuộc đời. Nếu không cả đời này của hắn sẽ coi như hoàn toàn bỏ đi. Thậm chí trong quá trình chuộc tội hắn có thực sự chết đi cũng không liên quan đến Chu Dương. Dù sao không để hắn chuộc tội thì hắn sống không bằng chết. Quả nhiên Hoa Thần Vũ cũng lên tiếng, ông nội, ông đừng nói thêm nữa. Cháu đã hạ quyết tâm rồi, vốn dĩ cái mạng này của cháu là cháu nợ thế giới này, tiên sư nói không sai. Nếu như ông ngăn cháu chuộc tội, vậy thì cái mạng này của cháu cũng không còn bất cứ ý nghĩa nào nữa. Nghe Hoa Thần Vũ nói vậy, Chu Dương cũng hài lòng gật đầu, sau đó lại cảnh cáo ông Tổ Hoa ra một lần nữa mới rời đi với Hổ gia. Dù sao anh vẫn còn việc quan trọng phải làm. Việc Hứa gia xuất đầu lộ diện và việc viên ngọc của mình có thể mở ra thế giới nhỏ bé kia, còn có rất nhiều bí mật cần Chu Dương đi làm sáng tỏ. Bước đầu tiên phải bàn bạc ổn thỏa việc hợp tác với Hổ gia, làm thế nào để đối phó với gia tộc ẩn giật Hứa gia. Khi hai người trở về khách sạn Huy Hoàng, lần này không có sự quấy rầy của người khác, cuộc đàm phán diễn ra rất suôn sẻ. Hổ gia một lần nữa công nhận sức mạnh của Chu Dương, đích thực là hoàng đế võ giả chính tông. Vì vậy cuộc đàm phán lần này dường như nhánh phụ Hứa gia đều đã có thái độ cúi đầu khi đối mặt với Chu Dương. Chu Dương từng giết trưởng lão Hứa Thiên Long của bọn họ. Đó là vì Hứa Thiên Long đáng chết. Ai bảo ông ta có ý đồ xấu với Chu Dương trước chứ? Vì vậy hai bên không nói quá nhiều chuyện vô nghĩa, đi thẳng vào chuyện tiếp tục hợp tác lúc trước, sau đó thảo luận cách xử lý tiếp theo để đối phó với Hứa gia, mọi việc ổn thỏa Chu Dương cũng rời đi. Theo kế hoạch tác chiến đã định ra với Hổ gia, trước tiên Chu Dương không thể để lộ ra thực lực của mình, vì vậy anh quay về mua một bộ quần áo, đưa Thẩm Bích Quân đến biệt thự gặp bà Chu, cũng coi như có một lời giải thích cho bà ấy. Cuộc sống bề ngoài có vẻ yên bình, anh ở nhà nói chuyện xem TV với Thẩm Bích Quân và bà Chu. Lúc này một đoạn tin tức trên ITV đã thu hút sự chú ý của Chu Dương. Hoa Thần Vũ và ông tổ của Hoa gia trở nên nổi tiếng. Bởi vì công cuộc chuộc tội, bọn họ phải đối mặt với một số quần chúng rất bình thường, hơn nữa lại không thể dùng thế lực đi giải quyết. Vì vậy rất nhiều người đã nhìn thấy hành động của họ, cộng thêm thân phận đặc biệt của họ, tin tức này lập tức được lan truyền, thậm chí còn lên cả TV. Cái ông già này thật quá buồn nôn rồi, vậy mà trước kia tôi vẫn còn tin tưởng và ngưỡng mộ ông ta, Thẩm Bích Quân tỏ vẻ ghét bỏ nói. Ông già mà cô nói chính là ông tổ của Hoa gia, được gọi là thần hộ mệnh của thành phố Đông Hải. Sau chuyện này, danh tiếng của ông ta cũng bị xấu đi, bây giờ có thể nói là lan truyền tiếng xấu khắp nơi. Thậm chí từ khóa tìm kiếm nổi bật của thành phố khác cũng đều nhìn thấy. Các cư dân mạng để lại bình luận, uệ, con người này thật buồn nôn, đúng là dã thú. Bao năm qua hắn đã làm tổn hại đến biết bao cô gái, loại người này đáng chết. Trên y mạng đa số đều là những bình luận mắng chửi, hơn nữa còn vô cùng nghiêm trọng, trong mắt của bọn họ Hoa Thần Vũ và ông tổ Hoa gia đều là lưu manh, lội lỗi không thể tha thứ, cho dù có chết trăm lần cũng không hả giận. Đương nhiên cũng có người bênh vực họ. Bây giờ người có tiền ai không như thế, loại chuyện như thế này quá bình thường rồi, hơn nữa ông nội của người ta còn từng cứu cả thành phố, cũng coi như phạm phải chút sai lầm cũng là điều dễ hiểu. Đồng ý. Nếu như bạn cũng có năng lực cứu cả thành phố, vậy thì bạn cũng có thể kiêu ngạo. Đúng vậy, tôi đảm bảo những kẻ to mồm bảo người ta đi chết đi cũng có cống hiến và địa vị gì, bọn họ nhất định còn kém hơn nhiều so với hai người này. Những người nói lời tốt cho Hoa Thần Vũ cũng nói có tình có lý, nhưng dẫu sao cũng chỉ có vài người. Hơn nữa bọn họ cũng bị chửi bởi rất thê thảm. Không phải chứ, không phải mấy tên nhận tiền giúp tẩy trắng đấy chứ. Đã làm ra chuyện này rồi còn có thể tẩy trắng được sao? Mấy tên đó có thể kiếm được bao nhiêu một tháng, cùng nhau kiếm tiền đi. Những người nói giúp Hoa Thần Vũ và ông tổ Hoa gia đều bị gọi thành những kẻ bị mua chuộc. Vì thế những bình luận này càng lúc càng ít đi, thậm chí biến mất hoàn toàn, trên y mạng chỉ còn lại tiếng chửi bới. Chương 960, bố cục của Đông Hải. Không biết có phải do chịu ảnh hưởng ở trên y mạng hay không? Cách nhìn của Thẩm Bích Quân về Hoa Thần Vũ và ông tổ Hoa gia vô cùng tồi tệ. Chu Dương cũng không hề để ý tới vấn đề này. Bởi vì anh đã biết toàn bộ quá trình của sự việc,
cũng biết chính xác bên trong rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Còn về vấn đề tốt hay xấu, bản thân anh chỉ cảm thấy có rất nhiều chuyện không thể chỉ dùng đúng sai tốt xấu đơn thuần để phán đoán. Có lẽ bởi vì cảnh giới càng thâm sâu, bây giờ Chu Dương suy nghĩ về thế giới này cũng trở nên sâu sắc hơn một bậc, anh hiểu rất rõ, thế giới này không đơn giản chỉ có trắng và đen. Có thể một tên sát nhân cũng sẽ cứu một chú chó nhỏ bên đường. Trái tim của tên sát nhân đó thực ra vô cùng lương thiện, nhưng cậu ta lại dễ bị Kaiota siết động, không thể nào chấp nhận dù chỉ một chút uất ức. Người khác vô ý trêu đùa cậu ta mấy câu, hoặc cố tình ăn hát Iota cậu ta nhưng không quá đáng quá cậu ta cũng sẽ thuận tay mà giết người đó. Thường ngày nếu như không có ai chọc tức, cậu ta cũng sẽ đối xử với mọi người vô cùng bình thường và ôn hòa. Người như vậy được xem là người tốt hay xấu? Có lẽ sẽ có rất nhiều người cảm thấy cậu ta cũng được xem như một người tốt. Xét cho cùng cậu ta là loại người chỉ cần người khác không chọc đến thì là một người vô cùng tốt, nói theo cách này, tất cả những người bị cậu ta giết đều là đúng người có tội. Nhưng sự việc thật sự là như vậy sao? Không phán xét lý luận kia là đúng hay sai, chỉ cần người bị Kaiota siết động ra tay với người khác, vậy thì không thể nào nói cậu ta không phạm sai lầm. Ví dụ là hiểu nhầm, người dễ Kaiota siết động như cậu ta tuyệt đối sẽ không cho người khác cơ hội giải thích. Vì vậy mới nói, người bình thường không phải thần thánh, người tài đức có ai không phạm sai lầm, chê y thế giới này không tồn tại người không bao giờ phạm sai. Chân lý chê y đời chẳng qua chỉ là một điểm cân bằng, làm người đừng canh cánh trong lòng lỗi sai mà bản thân từng phạm phải, sống ngẩng cao đầu mới là lựa chọn thông minh nhất. Sau đó Chu Dương đi thăm Hoa Thần Vũ, phát hiện mặc dù tình cảnh của hắn rất thảm, bất kể đi đến đâu cũng đều có tiếng chửi bới. Thậm chí là chê y đường lớn cũng sẽ có người ném đá vào hắn, nhưng cuộc sống của hắn vẫn vô cùng đầy đủ. Cuối cùng hắn đã biết lý do để mình sống chứ không như ngày trước, chỉ vì theo đuổi thú vui nhất thời, hoàn toàn không biết sau này nên làm gì. Trước kia, mỗi ngày Hoa Thần Vũ đều thay một cô gái, nhưng hắn chưa từng yêu bất kỳ ai. Hôm nay sau khi bước ra từ phòng của cô gái, hắn hoàn toàn không biết tiếp theo bản thân nên đi đâu. Trong mắt người khác, hắn có một cuộc sống xa hoa hào nhoáng, nhưng đối với hắn mà nói cuộc sống đó không khác gì so với một cái xác không hồn. May mắn thay cuối cùng hắn cũng đã thoát ra được khỏi cuộc sống đó. Đương nhiên đây đều là chuyện sau này, bây giờ Chu Dương vẫn đặt trọng tâm vào Hứa Gia. Qua cuộc nói chuyện với Hổ Gia, anh biết được Hứa Gia thực sự đã xuất đầu lộ diện. Trong 2 tháng Chu Dương đến Thánh Sơn, Hứa Gia đã xuất đầu lộ diện ngay vào tháng đầu tiên. Nói cách khác, bây giờ Hứa Gia đã chính thức xuất hiện được 1 tháng. Ở Đông Hải có một số người có lẽ vẫn chưa nghe nói tới sự tồn tại của Hứa Gia là như thế nào nhưng cũng cảm thấy thành phố Đông Hải đang bị một thế lực vô hình bao phủ. Theo Chu Dương đoán, mục tiêu đầu tiên của việc Hứa Gia xuất đầu lộ diện chính là chiếm lĩnh việc kinh doanh ở Đông Hải. Sản nghiệp của Hứa Gia dường như phân bố ở tất cả các ngành, từ ăn ở đi lại trong cuộc sống đến các ngành công nghiệp. Toàn bộ đều có bóng dáng của gia tộc ẩn giật Hứa Gia. Bọn họ đã thu mua rất nhiều cửa hàng quần áo, nhà hàng, điểm tiêu thụ xe hơi, thậm chí còn có rất nhiều khách sạn ở Đông Hải. Nhìn vào, những thứ này không đáng để tâm, điều thực sự thu hút sự chú ý chính là 2 doanh nghiệp cỡ lớn mà bọn họ thu mua, tuy nhiên giá thị trường cũng chỉ khoảng 2 tỷ, quy mô vẫn chưa lớn như công ty Danh Dương. Nhưng Chu Dương đã nhạy bén nhận ra vấn đề bên trong. Những sản nghiệp vụn vặt kia thực sự quá nhiều, nhưng thứ đó giống như cái rễ của Hứa Gia cắm vào Đông Hải, âm thầm cung cấp chất dinh dưỡng cho khối tài sản kếch xù phía sau. Nếu như chỉ tập trung vào 2 nhà máy cỡ lớn kia, vậy thì mấy người Chu Dương đều sẽ bị mắc lừa. Vì vậy nếu như muốn đánh bại Hứa Gia về mặt kinh tế, phải giải quyết tất cả những sản nghiệp cỡ nhỏ của bọn họ. Nhưng đây là một vấn đề khó. Những nơi Hứa Gia thu mua lại quy mô đều không lớn nhưng kinh doanh lại rất tốt. Những cửa hàng này nhìn chung đều có đặc điểm riêng và có khả năng tồn tại lâu dài. Hay nói cách khác, nếu như Chu Dương muốn mở một số cửa hàng tương tự xung quanh những cửa hàng kia để cạnh tranh việc làm ăn với bọn họ là hoàn toàn không thể. Phạm vi rộng, nhãn hiệu nhiều, hơn nữa khả năng tồn tại cực kỳ mạnh, muốn một lần hành động mà tiêu hủy được là không có khả năng. Nhưng Chu Dương cũng đã chuẩn bị từ lâu. Anh đã liên hệ với bến cảng Thuấn Thiên.
yêu cầu bọn họ không tiếp tục cung cấp nguyên liệu tươi cho nhà hàng của Hứa gia nữa. Đây là một đòn chí mạng. Bởi vì Đông Hải là thành phố gần biển, ở trong thành phố này mỗi một quán ăn đặc sản không thể thiếu các món ăn đặc trưng liên quan đến hải sản. Mà hải sản tươi mới nhất chắc chắn đều đến từ bến cảng. Tất nhiên bạn cũng có thể đến chợ hải sản để mua, nhưng đồ trong chợ hải sản nhất định không tươi ngon bằng ở bến cảng. Sau đó anh còn có sự ủng hộ của tòa nhà tài chính thiên địa, nói tóm lại cho dù Hứa gia có đi nước cờ hay đến đâu, Chu Dương cũng không phải kẻ dễ bắt nạt. Bây giờ anh vừa phát triển công ty danh dương vừa chờ đợi sự sụp đổ sản nghiệp của Hứa gia. Trông có vẻ thời gian yên lặng, cả thành phố Đông Hải đều rất yên bình nhưng thực tế lại có sóng ngầm đang chuyển động, kinh tế đương nhiên quan trọng, nhưng điều quan trọng nhất là sức mạnh về mặt vũ lực của Hứa gia. Hứa gia đã ở ẩn hàng trăm năm, bọn họ lấy tiền ở đâu ra để thu mua nhiều sản nghiệp như vậy? Đơn giản là vì bọn họ đã phái một số lượng lớn các tông sư võ giả đến trấn thủ ở các gia tộc, tương đương với việc khống chế các gia tộc này. Vì vậy bây giờ, sức ảnh hưởng của Hứa gia ở Đông Hải thật sự không thể xem thường, ví dụ như việc trước khi Chu Dương quay về Đông Hải, hai tông sư võ giả của Hứa gia đã tìm đến tận cửa bắt mẹ của anh đi. Điều này chứng minh tai mắt của Hứa gia ở Đông Hải đã phát triển đến mức khủng bố nhất định. Chu Dương ngồi trong văn phòng yên lặng suy nghĩ, đột nhiên cửa văn phòng bị mở tung, Thẩm Bích Quân mặc đồng phục công sở đi vào. Là chủ tịch của công ty danh dương, Thẩm Bích Quân vào phòng làm việc của Chu Dương đương nhiên không cần gõ cửa. Trên y mặt cô mang theo nụ cười rạng rỡ ngồi thẳng lên bàn làm việc của Chu Dương, sau đó nhìn anh chằm chằm đầy ý mê hoặc. Bà chủ của tôi à? Rốt cuộc cô muốn làm gì, tư thế này của cô rất dễ khiến người ta phạm pháp đấy, Chu Dương che chán vẻ mặt bất lực nói. Nghe Chu Dương nói vậy, Thẩm Bích Quân không chỉ không thu lại dáng vẻ của mình, mà trái lại còn quyến rũ nói, tôi nói mấy ngày nay anh cũng đã vất vả như vậy, thế nào, có muốn tôi thưởng cho anh không? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 55.